nghiêu hữu đạo nhìn chiếc xe ngựa ngoài cổng hỏi nhị ca định đi đâu à lệnh hồ thu vội mời hắn vào phòng huynh đệ ta có chuyện cần nói với ngươi một chút nhưng người trong xe ngựa lại không chịu phối hợp thừa lúc trên đường không có ai chú ý ngụy trừ trong trong xe ngựa vọt ra lách mình vào trong cánh cửa đến bên cạnh hai người sau đó một số người khác chạy đến bao vây chỗ này lại nghiêu hữu đạo cầm kiếm trước người nhìn chung quanh xe dịch chui kiếm đến chỗ thuận tay hỏi nhị ca đây là ý gì Ngụy trừ hất cầm lên, lệnh hồ thu lập tức cười nói với Nghiêu Hữu Đạo, huynh đệ, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Chúng ta vào trong hãy nói, mọi người vừa rời bước, Hồng Tụ đã kêu lên, tiên sinh. Lúc này, lệnh hồ thu ra lệnh cho Hồng Phất dẫn người vào phòng, còn mình thì đứng lại. Đợi mọi người đi xa, Hồng Tụ thấp giọng nói, vừa rồi Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên chạy đến hỏi thuộc hạ có biết tình huống của Hồng Nương hay không. Lệnh hồ thu kinh ngạc hỏi, hắn biết ta đến gặp Hồng Nương không tụ đáp thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra đang nói chuyện thì ngài trở về khi đám người nghiêu hữu đạo bước vào chính sảnh lệnh hồ thu cũng rất nhanh quay lại vội vàng cho người dân trà đừng khách sáo vẫn nên nói chuyện chính thì hơn ngụy trừ đưa tay cản lại ra hiệu không cần dân trà sau đó phất tay ra hiệu người của mình ra ngoài canh gác nghiêu hữu đạo vẫn quan sát hành vi và lời nói của người này lệnh hồ thu giới thiệu huynh đệ vị này là ngụy trừ ngụy tiên sinh của kim vương phủ ông ấy có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay nói. Thật ra, hắn chưa từng nghe nói qua người này, cũng không rõ ý đồ đến đây của ông ta. Đầu tiên là bộ tầm, sau đó là công chúa, bây giờ lại toát ra một kim vương phủ. Sự việc liên tiếp nhau như vậy, hắn cũng không biết có phải người này là do bộ tầm gọi đến hay không. Ngụy Trừ nói, đừng dài dòng nữa, người hỏi đi. Ông ta nghiêng đầu ra hiệu với lệnh hồ thu. Lệnh hồ thu đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, sau đó cười nói, huynh đệ, chính là như vậy, Ngụy Tiên Sinh muốn biết hôm qua Đại Tổng Quản và Ngọc Vương Phi đến tìm ngươi đã nói những chuyện gì. Trong lòng Nghiêu Hữu Đạo liền dâng lên sự cảnh giác, lập tức hắn có hai phán đoán, Ngụy Trừ này hoặc là giả, là một người nào đó lệnh hồ thu tìm đến để dò xét ngọn nguồn của hắn. Còn nếu là thật, hắn tình nguyện đó là giả, nếu là thật, ngược lại có chút phiền phức, người bình thường sẽ không đi hỏi mấy chuyện này đối phương đại diện cho ai đến, không cần hỏi cũng biết. Trong đầu nghiêu Hữu Đạo chuyển động, làm ra vẻ kinh ngạc, nhị ca, chẳng lẽ chuyện này mà huynh cũng không biết? Tại sao lại đi hỏi ta? Huynh cứ trực tiếp nói cho Ngụy Tiên Sinh nghe, chẳng phải xong rồi sao? Hồng Phất đang lắng nghe lập tức mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn nghiêu Hữu Đạo. Hắn chính là mở to mắt mà bịa đặt, gương mặt Ngụy Trừ sầm xuống, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối nghiêu Hữu Đạo có cảm giác muốn bóp chết hắn cho rồi. Ông ta đứng phát dậy, tức giận nói, lão nhị ta từ lúc nào biết được chuyện này. Hôm qua ta hỏi ngươi, ngươi đâu có chịu nói, tại sao bây giờ lại biến thành ta biết. Ngưu Hữu đạo nhìn phản ứng của Ngụy Trừ, phát hiện không giống như giả bộ, trong lòng thầm than, sợ là khả năng thứ hai mà hắn không muốn nhìn thấy rồi. Lại nhìn về phía lệnh hồ thu, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngưu Hữu đạo chợt đưa tay vỗ chán, ồ, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, là ta nhớ nhầm. Nhị ca, huynh thật sự không biết, lúc đó ta không có nói cho huynh biết, là ta hồ đồ rồi. Lệnh hồ thu run lên, rất muốn hỏi hắn, đã thừa nhận ông ta không biết, tại sao hắn còn làm ra vẻ bừng tỉnh như thế, giống như ông ta và hắn thông đồng, đây chẳng phải có chủ tâm khiến người ta hiểu lầm sao. Quả nhiên, ngụy trừ cười diễu, hừ, hai người định đem ta ra đùa giỡn à. Lệnh hồ thu, ta mặc kệ các người đang diễn kịch gì, các người hãy nói chuyện ngày hôm qua đi ý nói ông ta không có thời gian chơi cùng bọn họ. Nghiêu hữu đạo hất cầm với lệnh hồ thu, bảo huynh nói kìa. Lệnh hồ thu nổi giận, ta cái gì cũng không biết, người bảo ta nói cái gì. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại hỏi ngụy Trư, ngụy Tiên Sinh, nếu ngài là người của Kim Vương Phủ, việc này cứ trực tiếp đến hỏi đại tổng quản bộ tầm chẳng phải xong rồi sao, cần chi phải làm khó chúng ta. Trường 471, chỉ tiết rèn sắt không thành thép một. Ngụy Trư nói, bên phía đại tổng quản, khi nào hỏi, chúng ta tự nhiên sẽ hỏi. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi, như hữu đạo gật đầu, cũng không muốn trêu chọc người này, thoải mái trả lời, Đại Tổng Quản và Vương Phi đến tìm ta, thật ra cũng chỉ có một việc. Bọn họ hy vọng thúc đẩy việc giảng hòa với Dung Bình quận Vương và Triều Đình nước Yến. Hắn tất nhiên không nói ra chuyện lệnh bài, vất vả lắm mới tống đống văn điệp kia đi, tại sao lại tìm phiền phức cho mình chứ? Ngụy trừ hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Như hữu đạo kinh ngạc hỏi lại, đây được xem là chuyện đơn giản à? Ngụy Trừ nói, chuyện hòa giải tất có sứ thần đi làm, cần chi đại tổng quản và Ngọc Vương phi thay phiên nhau đến tìm ngươi. Ngưu Hữu Đạo cũng không cách nào giải thích, Hạo Vân Đồ vừa phái bộ tầm đến đưa lệnh bài, vừa để công chúa gấp rút đến thúc đẩy chuyện giảng hòa. Việc này ngay cả hắn còn cảm thấy mơ hồ, làm sao mà giải thích được chuyện gì đang xảy ra, đành cười khổ, Ngụy Tiên Sinh, ta chỉ biết những chuyện này, ngài có hỏi thêm, ta cũng chẳng có gì để nói. Ngụy Trừ đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt hắn như hữu đạo cũng đứng lên hai người bốn mắt nhìn nhau ngụy trừ nói như hữu đạo nói năng lung tung tất phải gánh hậu quả như hữu đạo nói cái gì biết ta cũng đã nói nếu ngụy tiên sinh không tin ta cũng không còn cách nào nếu ngài không tin ngài có thể tìm đại tổng quản hoặc phương phi để đối chất ngụy trừ nói người muốn lấy đại tổng quản ra để dọa ta sao như hữu đạo đáp ta tuyệt không có ý này chỉ là ta không muốn gây ra hiểu lầm gì ngụy trừ chậm rãi đưa tay một ngón tay đâm vào ngực ngưu hữu đạo chọc chọc mấy lần ngươi muốn đối nghịch với vương ra sao ngươi đừng quên đây là chỗ nào ở đây là nước tề không phải nước yến không phải là chỗ mà ai cũng có thể dương oai ta khuyên ngươi nên nghĩ cho thông suốt xét theo trình độ nào đó động tác này của ông ta là bất lịch sự ngưu hữu đạo nhìn ngón tay đang đâm vào ngực mình bình tĩnh nói ngụy tiên sinh tại hạ tuyệt đối không dám đối nghịch với vương gia những gì cần nói không cần nói ta cũng đã thành thật khai báo Ngụy Trừ rời ngón tay lên vai Ngưu Hữu Đạo, bàn tay đập vào bờ vai của hắn, nói như vậy, người không định nói thêm chuyện gì khác. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, ta cũng không thể nói hưu nói vượn lừa gạt Ngụy Tiên Sinh, đúng không? Ha ha, Ngụy Trừ bật cười, dùng sức đập lên vai Ngưu Hữu Đạo thêm mấy cái, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng không có người khác biết. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, tiên sinh nhắc nhở, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngụy Trừ lạnh lùng thả tay xuống, quay đầu bước đi. Lệnh Hồ Thu tranh thủ thời gian đi theo, như Hữu Đạo cũng bước ra ngoài, cầm kiếm trước người đứng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn khách rời đi, chân mày cao lại. Ngoài cửa lớn, xe ngựa chạy đi, Lệnh Hồ Thu chắp tay nhìn theo. Hồng tụ, Hồng Phất đứng hai bên, đợi đến khi xe ngựa biến mất ngoài ngõ, Lệnh Hồ Thu chậm rãi để tay xuống, quay sang nói với Hồng Phất, người này phách lối vô cùng. Ngươi hãy gửi tin tức hỏi bên trên, điều tra lai lịch của Ngụy Trừ này là gì? Nói xong, ông ta quay người vào trong, trở lại chính đường, nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo đang đứng dưới mái hiên, lệnh hồ thu bước nhanh đến, cả giận hỏi, vừa rồi ngươi có ý gì? Ông ta nói chính là chuyện Nhiêu Hữu Đạo cố ý lừa gạt ngụy trừ vườn nãy. Nhiêu Hữu Đạo còn có thể là ý gì? Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ kéo ông ta xuống nước luôn, nhưng ngoài miệng lại hỏi ngược lại, huynh hỏi ta. Ta cần phải hỏi huynh là có ý gì? Huynh biết rõ bối cảnh của người này, huynh còn dẫn người ta đến gặp ta huynh cố ý tìm việc cho ta đúng không? Lệnh Hồ Thu bị lời nói của Ngưu Hữu Đạo chặn lại. Tuy ông ta là người không trọng nghĩa khí trước, nhưng ngoài miệng vẫn than thở, ta cũng không muốn gây sự từ việc không đâu. Người cũng biết ông ta có bối cảnh gì mà. Sáng nay, ông ta đột nhiên đến tìm ta, nhất định phải nghe ngóng cho bằng được chuyện hôm qua, người nói ta còn có thể làm sao. Ngưu Hữu Đạo nói, huynh nói huynh không biết chẳng phải xong sao, cần chi phải mang đến gặp ta. Lệnh Hồ Thu nói, không phải là ta muốn dẫn đến, là ông ta bắt ta dẫn đến, ta có thể từ chối sao? Nghiêu Hữu đạo nói, huynh nói ta không có ở nhà chẳng phải là xong à? Lệnh hồ thu mắt trợn trắng, người đang nói mỏ gì đấy? Người ta ngay cả người gặp người nào cũng biết, người có ở nhà hay không, chẳng lẽ ông ta không biết sao? Nghiêu Hữu đạo nói, cho nên huynh bán đứng ta. Lệnh hồ thu kêu an, sao có thể nói là bán đứng người được? Ta không biết người đã nói chuyện gì với đám người bộ tầm, ngay cả lừa gạt cho qua cũng sợ mắc phải sai lầm chính ngươi cũng biết nếu lừa gạt hậu quả sẽ như thế nào ta không cách nào từ chối chỉ có thể dẫn ông ta đến đây được rồi chuyện này đáng cho huynh đệ chúng ta tức giận với nhau sao ông ta vung tay lên muốn cho qua việc này ai cũng đừng truy cứu ai nữa đúng rồi khi đi sắc mặt của ngụy trừ rất khó coi hình như ông ta không quá tin tưởng lời nói của ngươi vừa nãy ngươi nói với ông ta là giả hay thật vậy là thật như hữu đạo ngẩng đầu nhìn trời biểu hiện chưa nguôi giận lệnh hồ thu cũng nhìn lên trời thấy chẳng có cái gì cả lại hỏi tại sao ta lại có cảm giác giống như ngươi đang lừa gạt có cái gì đáng cho bộ tầm lẫn vương phi phải thay phiên nhau đến tìm ngươi ông ta cũng nghi ngờ giống như ngụy trừ nghiêu hữu đạo thầm oán trong lòng quả nhiên ông ta không tin nhưng ngoài miệng vẫn nói thỉnh thoảng lại chạy đến một người bảo ta nói cái gì ta phải nói cái đó sao huynh ngốc hay là ta ngốc vậy nhị ca quan hệ của huynh rộng chắc huynh cũng biết tình huống của ngụy trừ quả nhiên là lừa gạt, lệnh hồ thu thở dài, ta sẽ đi nghe ngóng chuyện của ngụy trừ. Lão đệ, người và đám người bộ tầm rốt cuộc đã nói chuyện gì, tại sao lại tỏ ra thần bí như vậy? Ta nói cho người biết, tuyệt đối đừng cuốn vào mấy chuyện tranh đoạt ngôi vị thái tử, phía sau nó không chỉ liên quan đến hoàng quyền thế tục, mà còn dính đến lợi ích của rất nhiều tu sĩ. Phiền phức này ta không thể trêu vào, xa không nói, người cũng biết thượng thanh tông rồi đấy. Ninh vương mất đi đại vị, người cũng nhìn thấy được kết cục của thượng thanh tông. như hữu đạo quay đầu lại, nghiêm túc nói, nhị ca, không nói cho huynh biết chính là muốn tốt cho huynh. về sau, huynh tất nhiên sẽ biết. à, hỏi mãi không ra, lệnh hồ thu cũng lười hỏi nữa, biết người này đang có tính toán khác, liền chuyển sang chủ đề khác. nghe hồng tụ nói, người đang hỏi thăm hồng nương. tại sao người lại biết ta đi gặp hồng nương? như hữu đạo sướng sờ, huynh đi gặp hồng nương. lệnh hồ thu kinh ngạc, người không biết. như hữu đạo đáp huynh không nói với ta ta làm sao biết huynh gặp người đó để làm gì lệnh hồ thu cười ha hả tự diếu không phải ta đi gặp bà ta là bà ta tự đến tìm ta dụ ta đến phủ phương viên đến đó ta mới biết bà ta bắt cầu dắt mối cho ngụy trừ ta cũng là bị bà ta lừa gạt nhưng ta có thể thông cảm tình cảnh của bà ta bị kim vương phủ tìm đến cũng là thân bất do so kỳ nghiêu hữu đạo nói nếu nói như vậy huynh quen với hồng nương Lệnh hồ thu đáp, cũng xem là người quen cũ. Người quan tâm đến bà ta làm gì? Như Hữu đạo nói, khi ta tìm hiểu tình huống của kinh thành nước tề, người phụ nữ này cũng khá thú vị, ta tương đối có hứng thú với bà ta. Nhưng tin tức của ta về bà ta lại không nhiều. Nhị ca, nếu huynh đã quen, huynh không ngại nói cho ta nghe một chút, người này như thế nào? Lệnh hồ thu lắc đầu, có nhiều thứ, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ta biết cũng không nhiều, chỉ vài ba chuyện bên ngoài, cũng không kết giao quá sâu. Như Hữu Đạo nói, vậy huynh hãy nói những gì mà huynh biết. Chương 472, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hai. Không nương, tên thật là Quản Phương Nghi, người phụ nữ này nên nói như thế nào nhỉ? Khi còn trẻ, quan hệ nam nữ của bà ta có chút loạt, nhưng bà ta lại rất xinh đẹp, tuyệt sắc hiếm có. Bà ta không có bối cảnh môn phái, không bị quản thúc và ràng buộc, dung mạo lại xinh đẹp, tránh không được những cám dỗ khác nhau, tất sẽ dễ dàng sa ngã. Người phụ nữ này ở núi rừng sơn dã sao có thể được người ta thổi phồng và nịnh nọt như ở chốn phồn hoa. Bà ta không chịu giới luật thanh quy ước thúc, nên dễ dàng lưu luyến chốn hồng trần phồn hoa. Vì thế, bà ta đã đến kinh thành nước tề. Khi bà ta còn trẻ tuổi, còn xinh đẹp, đàn ông bên cạnh bà ta rất nhiều, có thể nói là rất phong quang. Rất nhiều người vì tranh giành bà ta mà gây sự với nhau, thậm chí còn vì bà ta mà mấy lần gây ra án mạng. Nghe nói, năm đó bà ta cũng muốn gả cho nhiều người, nhưng thanh danh quá thối, Đàn ông vây chung quanh bà ta chơi đùa thì được, nhưng ai dám cưới bà ta chứ? Nghe nói trước kia bà ta cũng đã từng gặp được những người đàn ông mà bà ta rất thích, đã từng đòi sống chết vì người ta. Kết quả, bà ta thiếu chút bị người trong môn phái của những người đó đánh chết, cuối cùng vẫn không gả thành. Nói đi thì phải nói lại, đệ tử danh môn chân chính, tu sĩ có địa vị làm sao có thể lấy bà ta được. Còn tán tu bình thường thì bà ta lại không chịu, cứ như vậy mà kéo đến giờ. Về sau tuổi tác càng lớn, nhan sắc cũng không còn như trước người vây chung quanh bà ta cũng giảm dần nhưng người phụ nữ này cũng xem như có chút đầu óc không rơi vào kết cục bi thảm như những ả đàn bà có sắc mà không có não bà ta lợi dụng những mối quan hệ mà bà ta đã tạo ra được khi còn trẻ mới dần dần trở thành hồng nương có tiếng ở kinh thành nước tề này thành công này của bà ta người khác cũng khó mà bắt trước được lệnh hồ thu đem những gì mà ông ta biết về quản phương nhi nói ra sau khi nói xong nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của ngưu hữu đạo ông ta không khỏi hỏi, lão đệ, người có hứng thú với bà ta là có ý gì? Không phải khẩu vị của ngươi nặng như thế chứ? Ông ta hoài nghi, bất luận là hắc mẫu đơn hay là hồng tụ, hồng phất bên cạnh ông ta, tuổi tác của người phụ nữ này đều lớn hơn rất nhiều. Khẩu vị của Ngưu Hữu Đạo đúng là nặng, huống chi trước kia hắn cũng đã từng thừa nhận qua. Ngưu Hữu Đạo hỏi, tu vi của bà ấy là gì? Lệnh Hồ Thu đáp, ta không rõ lắm, theo lý, tu vi của bà ta nhất định là kim đan cảnh. Trước kia, bà ta không thiếu tài nguyên tu luyện bởi vì không biết có bao nhiêu người chắp tay dâng cho bà ta. Nghe nói trước kia, có người còn bỏ ra trăm vạn kim tệ chỉ vì muốn có được một nụ cười của bà ta. Như Hữu Đạo nói, tình huống của bà ta có phải chỉ là ngoài mặt thôi không, thật ra phía sau bà ta còn có thế lực khác. Lệnh hồ thu đáp, không thể nào, nếu thật sự như vậy, chắc chắn là triều đình nước tề. Ồ, tại sao huynh lại nói như vậy? Như Hữu Đạo hỏi, lệnh hồ thu giải thích, rõ ràng, khi bà ta còn trẻ, bà ta sống quá loạn, động một chút là đi khiêu khích, bên cạnh lại có một đống người thất loạn bát tao, làm gì đều có người nhìn vào, thế lực nào đứng đằng sau loại người như bà ta không phải tự tìm phiền phức sao. Với tình huống của bà ta bây giờ và những chuyện mà bà ta làm, cộng thêm việc bà ta đã sống một thời gian dài ở kinh thành nước tề, mà chỗ này lại là trọng địa của nước tề, triều đình nước tề không để bà ta vào diện giám sát mới là lạ, thế lực nào dám đứng đằng sau bà ta chứ. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối đều quá lộ liễu, không thích hợp làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghiêu hữu đạo mỉm cười giờ kiếm trong tay lên từ lúc ta đến kinh thành nước tề vẫn chưa có cơ hội đi dạo lần nào nhị ca đi thuận tiện dẫn ta đến làm quen với vị hồng nương này ngươi đụng vào bà ta để làm gì ngụy trừ trở về kim vương phủ còn chưa biết như thế nào ngươi hãy nên nghĩ biện pháp ứng phó thì hơn kim vương phủ muốn động ta trước tiên cần phải cân nhắc đến bộ tầm bên kia ít ra ở kinh thành nước tề này hắn ta còn chưa dám đụng đến ta nghiêu hữu đạo thản nhiên nói một câu nhưng lời hắn nói là thật sau khi kim vương phủ xác minh tin tức xong tất sẽ hiểu rõ chiến mã thì sao vất vả lắm mới giải quyết xong phiền phức chẳng lẽ ngươi không lo đến chuyện chiến mã chuyện này không vội được đâu cứ ở chỗ này mãi tìm ra đâu cơ hội chứ với lại đi ra ngoài mới có thể tìm được cơ hội nghiêu hữu đạo thật sự không nóng lòng giải quyết chuyện chiến mã trong tay hắn đang nắm giữ một con át chủ bài, một vạn chiến mã có thể xuất cảnh bất cứ lúc nào. Hiện tại, cái mà hắn quan tâm nhất chính là sau khi chiến mã xuất cảnh. Chỉ là hắn không tiện nói việc này cho đối phương biết mà thôi. Đại nội hoàng cung, Bộ Tầm nhẹ nhàng bước vào cung điện, đến bên cạnh Hạo Vân Đồ đang phê duyệt công vụ, phất tay bảo các thái giám khác lui xuống, còn mình thì khoanh tay im lặng. Hạo Vân Đồ cũng không ngẩng đầu lên, có việc gì thì nói đi. Bộ tầm hơi hạ thấp người, Kim Vương phái thuộc hạ ngụy trừ đến tìm Hồng Nương của Phù Phương Viên mời lệnh Hồ Thu đến, sau đó cùng với lệnh Hồ Thu lặng lẽ đến tìm Ngưu Hữu Đạo. Động tác của Hạo Vân Đồ ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Bộ tầm muốn nói rồi lại thôi, chuyện của hoàng tử, ông ta vốn không nên nói xấu ai, bởi vì nó rất dễ khiến cho hoàng đế hiểu lầm khuynh hướng của ông ta. Đứng về phía một đội nào là điều tối kỵ của tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nhưng ông ta sợ người nào đó sẽ làm hỏng việc, như vậy việc ông ta và Ngọc Vương Phi đến chẳng phải phí công sao. Cho nên, cuối cùng ông ta vẫn phải nói rõ, chuyện Lão Nô và Ngọc Vương Phi đi tìm Ngưu Hữu Đạo, Kim Vương đã phái người tìm hiểu, muốn biết chúng ta đã nói gì với Ngưu Hữu Đạo. Hạo Vân đồ nghiến răng, đột nhiên vỗ bàn một cái rồi đứng dậy, tức giận mắng to, đúng là không có tiền đồ. Sau đó ông ta bước ra khỏi bàn, đi tới đi lui trong biệt, biểu hiện rất giận dữ. Bộ tầm cúi đầu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xem ông ta có thể hiểu tâm trạng của hoàng đế lúc này. Việc khác thì dễ nói, nhưng chuyện liên quan đến con cái vẫn dễ khiến cho cha mẹ phải tức giận. Hạo Vân đồ chợt dừng bước, đứng trước mặt ông ta, gần giọng hỏi, nó muốn biết thì tại sao không dám đường đường chính chính đến đây hỏi? Có thể nói cho Ngưu Hữu Đạo biết, quả nhân lại không dám nói cho nó biết sao? Vì sao lại phải lén lút như vậy? Ngay cả chút đảm lược đó, trường hoàng tử nước Tề cũng không có sao. Bộ tâm tranh thủ giải thích có lẽ ngài ấy cảm thấy chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền bệ hạ, xem ra cũng là hiếu tâm. Ngươi ít nói mò với quả nhân đi, ngươi biết rõ tình huống như thế nào mà. Hiếu tâm, ta thấy là tư tâm thì có. Hạo vân đồ phất tay, cả giận nói, đừng để nó gây ra chuyện xấu, lập tức truyền lại lời của quả nhân cho nó biết. Ông ta chỉ ngón tay lên trời, khí thế hào hùng, có ý chí như ánh sáng chói trang của mặt trời, mới có thể đẩy lui bóng tối. Nếu chỉ có ý chí âm u như mặt trăng, cũng chỉ khiến cho yêu ma quỷ quái sinh sôi trong bóng đêm mà thôi. Hùng ưng nên bay lượn trên trời cao, sao có thể bỏ dưới mặt đất được. Giọng nói của ông ta vô cùng tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với đứa con trai này. Vì đó là trưởng tử của ông ta. Vâng, bộ tầm hạ thấp người vâng lệnh, Kim Vương Phủ, nghe ngụy Trừ bẩm báo xong, hạo khải nghiêm mặt, chắp tay suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, giảng hòa. Tìm nghiêu hữu đạo để bàn chuyện giảng hòa, một mình bộ tầm còn chưa đủ sao tại sao lại còn cần đến bộ tầm và Ngọc Vương phi thay phiên nhau đến tìm hắn? Người cũng tin vào chuyện hoang đường này sao? chương 473, không có ai có khẩu vị như lão đệ. ngụy Trừ Đáp, thuộc hạ cũng đưa ra câu hỏi này, nhưng hắn chết cũng khăng khăng chỉ có bấy nhiêu. Thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn. Hạo Khải dừng bước, quay lại hỏi, người có nói với hắn về bổn vương hay không? ngụy Trừ Đáp, thưa có. Hắn nói hắn tuyệt không dám đối nghịch với vương ra ngài, nhưng hắn vẫn thay đổi lời nói của mình bên trong nhất định có điều bất thường, hắn đang che giấu bổn vương chuyện gì đó. Hạo Khải tức giận nói, đúng lúc này, một thái giám chạy vào, bẩm báo, vương ra, thánh chỉ trong cung đến. Mặt Hạo Khải nghiêm lại, không dám chậm trễ, nhanh chóng ra ngoài cửa nghinh đón. Hạo Khải gặp ba vị thái giám đến tuyên thánh chỉ trong đình viện, vội hạ lệnh cho mọi người cùng tiếp chỉ. Thái giám dẫn đầu vội ngăn lại, vương ra, là khẩu dụ. Hạo Khải vội chắp tay, nhi thần cung thính. Thái giám truyền chỉ nói, vương gia, bệ hạ muốn hỏi vương gia trước một việc. Hạo khải đáp, nhị thần xin biết gì nói nấy. Thái giám truyền chỉ đường đường chính chính hỏi, bệ hạ hỏi vương gia, có phải ngài đã phái thuộc hạ ra ngoài điều tra chuyện bộ tổng quản bộ tầm và Ngọc Vương Phi đến gặp người khác vào hôm qua đúng không? Sắc mặt Ngụy Trừ và Hạo Khải đều thay đổi, hầu kết Hạo Khải tuột lên tuột xuống, cuối cùng chắp tay, khó khăn đáp, đúng. Thái giám truyền chỉ nói tiếp tốt, bây giờ là khẩu dụ của bệ hạ, vương gia hãy nghe cho kỹ. Hạo Khải cung kính nói, vâng, sắc mặt thái giám truyền chỉ trở nên ngưng trọng, có ý chí như ánh sáng chó trang của mặt trời, mới có thể đẩy lui bóng tối. Nếu chỉ có ý chí âm u như mặt trăng, cũng chỉ khiến cho yêu ma quỷ quái sinh sôi trong bóng đêm mà thôi. Hùng ưng nên bay lượn trên trời cao, sao có thể bỏ dưới mặt đất được. Từng câu từng chữ lọt vào trong lỗ tai, Ngụy Trừ đứng bên cạnh vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Sắc mặt Hạo Khải vô cùng khó coi, ánh mắt tràn ngập thấp thỏm lẫn lo âu. Ý của Hạo Vân Đồ, còn có khẩu dụ này, chính là muốn nhắc nhở y nên làm đúng vai trò của một trưởng hoàng tử, nhưng lọt vào tai y, y lại cho rằng đó là sự bất mãn, giận dữ và mắng mỏ của phụ hoàng đối với y. Phụ hoàng cho rằng y chính là yêu ma quỷ quái sinh sôi dưới ánh mặt trăng, là hùng ưng bò trên mặt đất. Thái giám tuyên chỉ xong, thấy y vẫn không phản ứng, liền nhắc nhở, vương ra, khẩu dụ đã truyền xong. Vâng, lúc này Hạo Khải mới lấy lại tinh thần, nhi thần tuân chỉ. Cho người tiến thái giám tuyên chỉ đi, gương mặt Hạo Khải hiện lên sự lo lắng, trong đó xen lẫn chút bi phẫn, nhìn chằm chằm Ngụy Trừ, đều là chuyện tốt của ngươi cả. Ngươi đi gặp Nưu Hữu Đạo, làm cách nào phụ hoàng lại có thể nhanh chóng khẳng định ngươi đi tìm hiểu chuyện Bộ Tầm và Ngọc Vương phi? Chẳng lẽ ngươi không căn dặn Nưu Hữu Đạo? Ngụy Trừ vội vàng giải thích, Vương gia, thuộc hạ đã dặn dò Nưu Hữu Đạo, hắn cũng đã đồng ý, nói không dám đối nghịch với Vương gia. Hạo Khải hỏi, thế thì ai đã để lộ tin tức là phù phương viên sao ngụy trừ lắc đầu phù phương viên không có khả năng tiết lộ chuyện này đâu thuộc hạ nói chuyện với lệnh hồ thu trong một gian mật thất bên ngoài còn có người của chúng ta canh gác người ngoài không thể nào nghe được chúng ta nói chuyện người biết được việc này có thể đếm trên đầu ngón tay người trong cung có thể báo cáo lại với phụ hoàng trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay như vậy người báo lại tin tức cho phụ hoàng biết có thể là ai chứ phù phương viên thì không có vấn đề trong thời gian ngắn như vậy có đến trước mặt phụ hoàng, ngoại trừ bộ tầm đến tìm Ngưu Hữu Đạo thì không còn ai khác. Hạo Khải oán giận nói một câu, bổn vương đã biết tặc tử Ngưu Hữu Đạo có chỗ giấu giếm bổn vương, quả nhiên hắn không để bổn vương vào mắt. Trải qua việc này, bổn vương biết hắn và lão nhị nhất định cấu kết với nhau, cho nên mới không chờ nổi mà bỏ đá xuống giếng. Cầu tặc, người đúng là khinh người quá đáng, người cho rằng bổn vương không dám đụng đến người hay sao? Ngụy trừ im lặng, việc này ông ta cũng không dám khẳng định có phải như hữu đạo tiết lộ hay không. Hạo Khải bỗng nhìn về phía ông ta, một tu sĩ nho nhỏ của nước Yến lại dám chạy đến nước Tề Dương oai với bổn vương. Ngươi hãy nghĩ cách xử lý hắn đi, Ngụy Trừ giật mình, vội vàng khuyên, xin vương ra nghĩ lại. Như hữu đạo rõ ràng có quan hệ với bộ tầm, một khi như hữu đạo xảy ra chuyện ở Kinh Thành, sợ rằng khó thoát khỏi bị giáo sự đài điều tra. Hạo Khải nói, làm cũng không được, không làm cũng không được vậy ngươi nói xem, bổn vương nuôi ngươi có tác dụng gì? Ngụy trừ cũng hiểu tính tình của y, vội nói, vương ra, ý của thuộc hạ là, nhiều hữu đạo không thể nào cứ ở mãi kinh thành mà không ra ngoài. Một khi hắn rời khỏi kinh thành, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Nhiều hữu đạo đắc tội nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta làm bí mật một chút, ai biết ai là người giết hắn chứ? Chúng ta đừng để lại chứng cứ, ai cũng không dám nói là vương ra làm. Thuộc hạ cũng chỉ suy nghĩ cho vương gia mà thôi, không thể để cho Ngọc Vương có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hạo Khải nghiêm mặt nói, đừng để xảy ra sơ hở gì về bổn vương đấy nhé. Ngụy Trừ lập tức cam đoan, xin vương gia cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ giết tên cầu tặc này xả giận cho vương gia. Kinh thành phồn hoa, đối với nhiều hữu đạo mà nói, chẳng khác nào trong mấy quyển cổ họa. Đến kinh thành nước tề lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhiều hữu đạo ra ngoài dạo chơi. Không bị đám tu sĩ kia dây dưa, đúng là thoải mái hơn nhiều. Về chuyện chiến mã, hắn không giải quyết nữa. Hắn xem như đã lĩnh giáo sự nguy hiểm ở cái nơi sóng gió tụ họp xoay vần này. Đi làm cái việc mà nhiều người đang nhìn vào chầm chầm, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh, quá nguy hiểm rồi. Huống chi, bây giờ trong tay hắn đang nắm giữ hai con át chủ bài. Một là lệnh bài bộ tầm cho hắn, còn có hải đảo kia nữa. Quan trọng là, hắn biết người của Hiểu Nguyệt Các đang để mắt đến hắn. Con rắn độc đang trốn đằng sau này không biết khi nào sẽ nhảy ra cắn cho hắn một cái hắn biết rõ thực lực của hắn không thể cạnh tranh với nhiều thế lực cùng một lúc. Khi đi ngang qua quán hậu hũ ven minh hồ, nhiều hữu đạo chỉ liếc nhìn một cái mà thôi. Nơi cuối cùng mà hắn đến chính là Phù Phương Viên. Trong một gian nhà nhỏ bên trong Phù Phương Viên, quản phương nghi ngồi trước bàn trang điểm, thỉnh thoảng than nhẹ, ngón tay vuốt nhẹ nếp nhăn nơi khóe mắt. Tinh thần chán nản, lão đầu gác cổng gõ cửa bẩm báo. Sau khi nghe xong, quản phương nghi giật mình, quay sang hỏi, lệnh hồ thu đã đến, lại còn đi cùng với nhiều hữu đạo. Lão đầu gác cổng đáp, người kia tự xưng là nghiêu hữu đạo, chứ thuộc hạ thật sự không biết. Suy nghĩ một chút, quản phương nghi nói, người ra ngoài bảo ta không có ở đây. Vâng, lão đầu gác cửa vội vàng ra ngoài, bà ta đặt cái lược xuống bàn rồi đứng lên, trong lòng có chút lo lắng. Việc nghiêu hữu đạo đến khiến bà có chút lo sợ, bất an. Bà ta không phải sợ nghiêu hữu đạo và lệnh hồ thu, mà là sợ nghiêu hữu đạo có liên quan đến bộ tầm, nói một cách chính xác là sợ thế lực tu hành đằng sau bộ tầm việc bà ta nghe lén nội dung câu chuyện giữa lệnh hồ thu và ngụy trừ đã bị giáo sư đài biết mà lão tổ tông của giáo sư đài chính là bộ tầm như hữu đạo đột nhiên đến đây có phải là bộ tầm đã biết chuyện gì hay không không phải ngụy trừ đã đi tìm như hữu đạo sao ngụy trừ có biết ông ta đã bị bà ta bán đứng hay không xét theo khía cạnh nào đó chỉ cần tuân thủ quy củ ở kinh thành này bộ tầm hoàn toàn không đáng sợ bộ tầm chỉ là người đứng đằng sau giữ gìn quy củ cho kinh thành mà thôi Bà ta lăn lộn nhiều năm ở kinh thành nước Tề, biết rõ người nào không thể chiêu chọc. Vị ở Kim Vương phủ tuyệt đối được xem là một trong số đó. Đó là một người có thù tất báo, một khi để cho y biết được y bị bà ta bán đứng, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta. Chương 474, tiểu ác ma. Bây giờ bà ta không dám gặp mặt Nưu hữu Đạo, sợ người ở Kim Vương phủ hiểu lầm. Sau khi suy nghĩ kỹ, quản phương nghi nhanh chóng ra ngoài, gọi một thuộc hạ đến, "Chúng ta ra ngoài dạo chơi." đợi đến khi leo lên xe ngựa, quản phương nghi lại nói đi cửa hông. tại cửa chính, lão đầu gác cổng chắp tay nói với nhiêu hữu đạo để quý khách đợi lâu. không may là đông gia đã ra ngoài dạo chơi, không ở trong viên. nhiêu hữu đạo đưa mắt nhìn vào trong, hoài nghi hỏi người vào trong thông báo. sau đó là kết quả này. lão đầu cười nói xin quý khách đừng hiểu lầm, đông gia đi chủ yếu đều bằng cửa hông. việc bà ấy đi ra ngoài, lão hủ không biết cũng là chuyện bình thường. nếu có cần mua bán gì có thể tìm người khác ở trong viên cũng được. Như Hữu Đạo nói, việc mua bán của ta chỉ có thể tìm bà ấy. Ngươi hãy cho ta câu trả lời chắc chắn, khi nào thì bà ấy về. Lão đầu lắc đầu đáp, đông ra đi chơi, mọi người đều biết. Vì thế thật khó xác nhận khi nào bà ấy về. Thôi được rồi, để ta tìm người khác vậy. Như Hữu Đạo nói xong liền đi thẳng vào trong. Lão đầu sửng sốt, đành vẫy tay gọi người đến dẫn đường. Mọi người tiến vào trong viên, ngắm nhìn bốn phía cảnh quan trong khu vườn này đúng là tao nhã, cảnh đẹp ý vui, khiến như hữu đạo phải khen một câu. Hồng nương đúng là người biết hưởng thụ. Lệnh hồ thu mỉm cười, không ham hưởng thụ. Người đàn bà đó có cần ở lại kinh thành này hay không? Mọi người bước vào phòng khách, lập tức có người dâng trà. Một lát sau, một người đàn ông bước vào, chắp tay nói, để mấy vị quý khách đợi lâu. Theo quy củ cũ, không hỏi lai lịch, không hỏi thị phi, mấy vị muốn mua gì bán gì. Ngưu Hữu đạo đáp, ta muốn mua một lần gặp mặt Hồng Nương. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, người đàn ông sửng sốt, sau đó đáp, đông gia không có ở đây. Bà ấy đã ra ngoài dạo chơi rồi, Ngưu Hữu đạo nói, không sao, ta ở đây chờ bà ấy về cũng được. Người đàn ông cau mày, bằng hữu, ngươi làm như vậy, hình như có chút không ổn. Ngưu Hữu đạo nói, ta ở đây chờ, chờ cho đến khi bà ấy về mới thôi. Thái độ của hắn rất kiên quyết, không cho thương lượng người đàn ông muốn nói rồi lại thôi gã biết quản phương nghi vì muốn tránh mặt người này mà ra ngoài nhưng cũng không dám làm loạn đành phải bước ra ngoài về sau cũng không ai dâng trà không ai nói chuyện cứ để cho bọn họ chờ ở chỗ này bên ngoài thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua xem xét trời bắt đầu tối cũng không thấy quản phương nghi trở về cũng không ai mang cơm canh đến chờ không nổi nữa lệnh hồ thu và hồng tụ ra ngoài tản bộ trong đình viện tiên sinh tên tiểu tử kia có chết cũng phải chờ hồng nương rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Hồng tụ thấp giọng hỏi, chắp tay nhìn màn đêm, lệnh hồ thu hừ một tiếng, hắn nói hắn coi trọng với quản phương nghi. Sao, hồng tụ mở to mắt, vốn muốn nói tuổi tác của quản phương nghi đã cao, nhưng nhớ đến trên đường đi nghiêu hữu đạo vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắc mẫu đơn, lại thường xuyên có chú ý với chị em các nàng, không khỏi xì một tiếng, biến thái. Khẩu vị của tên lão đệ này, chắc không người nào có. Lệnh hồ thu lắc đầu nói một câu, đợi đến nửa đêm, Nghiêu Hữu Đạo bước ra, bước vào trong đình mà hai người lệnh hồ thu đang ngồi. Lúc này, Nguyệt Điệp đang phát sáng trong đình. Hồng Tụ đứng lên, lệnh hồ thu quay lại, một tay xoa chán, thở dài nói, lão đệ, hôm nay đến đây thôi, chấp nhất như vậy để làm gì? Nghiêu Hữu Đạo hỏi, đã trễ như thế này rồi, chẳng lẽ bà ta thường xuyên ngủ qua đêm bên ngoài sao? Lệnh hồ thu nói, phụ nữ bình thường tất nhiên không làm như vậy rồi. Điều này xuất hiện trên người bà ta, lại càng không thể bình thường hơn được nữa. Ngưu Hữu Đạo hỏi, không phải huynh và bà ta là người quen cũ sao? Không nể mặt ta thì thôi đi, ngay cả huynh chờ mà cũng không chịu về, huynh cảm thấy bình thường sao? Lệnh Hồ Thu ngẩn người, đặt cánh tay xuống, chậm rãi đứng lên, cau mày, cảm giác có chút không được bình thường. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, hôm qua, khi huynh và Ngụy Trừ nói chuyện, huynh khẳng định bà ta không biết. Lệnh Hồ Thu hoài nghi hỏi, người định nói cái gì? Ngưu Hữu Đạo không đáp, chỉ nhìn ông ta, chờ ông ta tự trả lời lệnh hồ thu đành phải đáp thay chắc là không biết lúc đó chúng ta nói chuyện trong một căn phòng đơn bên ngoài còn có người của ngụy trừ canh giác nói đến chuyện này ngụy trừ giữ bí mật còn không kịp ông ta không thể nào nói cho bà ta biết được nghiêu hữu đạo chậm rãi xoay người lại nhìn ra bên ngoài đột nhiên nói người đâu một người đàn ông rất nhanh xuất hiện trong bóng đêm tiến lên chắp tay nói ba vị quý khách muốn đi sao để ta tiến ba vị nghiêu hữu đạo cười lạnh đi cái gì mà đi Ngươi hãy đi thông báo cho quản phương nghi biết, ta mặc kệ bà ta đang tầm hoan ở chỗ nào, có nằm giữa đống đàn ông cũng phải đứng lên cho ta. Ta đợi bà ta thêm nửa canh giờ nữa, nếu bà ta không xuất hiện trước khi trời sáng, ta cam đoan sẽ khiến cho phù phương viên này biến mất khỏi kinh thành hoàn toàn. Lệnh Hồ Thu và Hồng tụ nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Hai người phát hiện khẩu khí của Ngưu Hữu đạo thật lớn. Hắn dựa vào cái gì mà khiến cho phù phương viên biến mất khỏi kinh thành? hắn dám ra tay ở kinh thành này sao? Khóe miệng gã đàn ông căng lên, không lên tiếng, cũng không muốn dùng sức mạnh với nghiêu hữu đạo. Hắn muốn chờ thì cứ chờ đi, chờ không nổi nữa thì đi thôi. Gã đàn ông quay người, biến mất trong màn đêm. Huynh đệ, ngươi không cần thiết phải tức giận. Lệnh hồ thu ở bên cạnh khuyên can. Nghiêu hữu đạo bình tĩnh đáp, ta chỉ thử một chút thôi. Thử cái gì, ngươi, lệnh hồ thu nói được một nửa thì sửng sốt, dường như đã kịp nhận ra điều gì đó, nghi ngờ hỏi người hoài nghi bà ta biết nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và ngụy trừ nghiêu hữu đạo hất cằm về phía bóng đêm trong vòng một canh giờ huynh sẽ biết rõ thôi lệnh hồ thu im lặng nếu không phải nghiêu hữu đạo đã nói quá rõ ràng cộng thêm vừa rồi hắn nói chỉ thử một chút ông ta còn không biết vì sao nghiêu hữu đạo lại tức giận như vậy quả nhiên là nên thử một chút vốn đang chờ không nổi nữa bây giờ ông ta thật sự có kiên nhẫn rửa mắt mà chờ bên cạnh hồng tụ không hiểu lời nói của hai người là có ý gì nhưng trước mặt Ngưu Hữu Đạo, nàng không tiện hỏi. Chưa đầy một canh giờ, chỉ khoảng nửa canh giờ mà thôi, bên ngoài đã chuyển đến tiếng vó ngựa. Âm thanh phát ra từ xe ngựa trong đêm khuya vang lên rất rõ. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, đến rồi đấy. Lệnh Hồ Thu chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm lại. Một chiếc xe ngựa dừng lại ven đường, dưới ánh sáng phát ra từ nguyệt điệp, một người phụ nữ váy áo hoa lệ chậm rãi bước xuống. Khi nhìn thấy người bên trong đình, bà ta mỉm cười từ xa rồi bước nhanh đến là bà ta sao? Nghiêu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một câu. Lệnh Hồ Thu ừm một tiếng. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, bà ta trở về, ngược lại sự việc đơn giản hơn nhiều. Đây giống như đang buồn ngủ có người đưa gối đến. Đúng là thú vị, lệnh Hồ Thu hỏi, người thật sự có hứng thú với bà ta như vậy sao? Nghiêu Hữu Đạo cũng không trả lời, chăm chú nhìn người phụ nữ đang bước đến. Bà ta giống như mới bỏ dậy từ nơi nào đó, tóc tai rối bù, quần áo không ngay ngắn, bộ ngực còn lộ ra hơn phân nửa. Mặc dù bà ta đã bước vào độ tuổi trung niên, gương mặt đã có nếp nhăn, da thịt hơi nhão, nhưng nét phong tình vạn trùng vẫn còn. Có thể nhìn ra được khi còn trẻ bà ta rất xinh đẹp, hoàn toàn có thể khiến cho một đám đàn ông quỷ dưới gấu váy của bà ta. Lệnh hồ, người đến đòi mạng sao? Người đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm quấy dày nhã hứng của ta. Quản phương nghi vừa bước đến đã oán trách lệnh hồ thu một câu, nửa phần ngực lồ lộ dưới ánh sáng của Nguyệt Điệp đúng là hơi chói mắt. Lệnh hồ thu quay sang ra hiệu với nhiều hữu đạo, đừng có nhận sai đối tượng như vậy. Không phải ta quấy dày nhã hứng của ngươi, mà là hắn. Giọng nói của ông ta hơi lạnh, chương 475, tiểu ác ma 2. Đối phương sợ lời đe dọa của nghiêu hữu đạo, trong vòng chưa đầy một canh giờ đã trở về. Điều này khiến cho ông ta hiểu ra, phán đoán của nghiêu hữu đạo không sai. Người phụ nữ này quả nhiên đã biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa ông ta và Ngụy Trừ. Quản phương nghi đã sớm chú ý đến nghiêu hữu đạo, lúc này mới quay sang nhìn hắn, vị huynh đệ này chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp, đúng vậy. Quản Phương Nghi lập tức cười khanh khách, Ngưu huynh đệ giết Yến Sử, giết Trác Siêu, đánh bại Côn Lâm, ta đã nghe danh từ lâu. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là một người đàn ông khí vũ hiên ngang. Ngưu Hữu Đạo nói, mấy thứ đó toàn là giả, chẳng phải bị ngươi bắt chờ cả nửa ngày sao? Quản Phương Nghi làm ra vẻ xấu hổ, ái trà, thật không may, hôm nay ta gặp được hai tiểu bạch kiểm, lại biết hầu hạ người khác ta bị quấn không thoát thân được, khiến Nhiêu huynh đệ chê cười rồi. Nhiêu hữu đạo nói, nam nữ hoàn ái, người tình ta nguyện, cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý, là việc không thể lộ ra ngoài, cho nên chưa thể nói đến là bị chê cười hay không. Ha ha, quản phương nghi bật cười, cười đến run rẩy cả người. Bà ta đột nhiên chạm phải ánh mắt của hồng tụ, phát hiện hồng tụ đang nhìn bộ ngực của bà ta bằng ánh mắt rất khinh thường, tiếng cười ngưng lại, kéo áo che ngực, quần áo không được chỉnh tề đã đến gặp khách, thật sự là thất lễ nếu các ngươi không vội có thể cho ta thời gian để chỉnh trang lại hay không nghiêu hữu đạo nói chờ lâu như vậy rồi cũng chẳng quan tâm chờ thêm một lát nữa ta không vội xin cứ tự nhiên quản phương nghi mỉm cười quay người bước đi ai ngờ nghiêu hữu đạo ở đằng sau bồi thêm một câu dù sao thì ngươi chạy cũng không thoát thân hình quản phương nghi hơi cứng lại sắc mặt thay đổi nói còn không dâng trà cho quý khách sau đó bà ta cất bước xuống bậc thang rất nhanh có người đưa nước trà vào trong đình như Hữu Đạo nói với người đưa trà, phiền ngươi mang cho ta một bộ bút mực giấy nghiên. Vâng, người kia lên tiếng, sau đó cầm khay trà nhanh chóng rời đi. Chờ thêm một lát nữa, giấy mực bút nghiên đã được đưa đến. Như Hữu Đạo ngồi xuống, hắn tự tay rót nước ngoài mực, sau đó trải rộng tờ giấy, cầm bút nhúng vào trong mực rồi viết xuống, chữ viết rất đẹp và ngay ngắn. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ bước đến bên cạnh, muốn xem hắn viết cái gì, cũng không biết đêm hôm khuya khoát như vậy còn viết cái gì được nữa đợi đến khi đọc nội dung trên tờ giấy lệnh hồ thu và hồng tụ nhìn nhau hoàn toàn không thể tin nổi đợi đến khi nghiêu hữu đạo viết xong chữ cuối cùng quản phương nhi cũng đã quay lại khi bước vào trong đình quần áo của quản phương nhi đã chỉnh tề hơn cười hỏi như huynh đệ đêm hôm khuya khoát ngươi viết cái gì vậy lệnh hồ thu và hồng tụ đều nhìn bà ta biểu hiện cổ quái khiến quản phương nhi có chút nghi ngờ không biết mình đã chỉnh trang có tốt hay chưa không có gì chỉ đem tương lai đến cho ngươi mà thôi nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu bà ta ngồi xuống sau đó cầm tờ giấy lên thổi thổi rồi đưa cho bà ta người xem qua đi nếu không có ý kiến gì thì ký tên ký cái gì quản phương nghi hiếu kỳ cầm lấy tờ giấy cẩn thận đọc qua càng đọc sắc mặt bà ta lại càng khó coi lệnh hồ thu và hồng tụ vẫn luôn chú ý đến phản ứng của bà ta hai người đã xem nội dung viết trên giấy tất nhiên biết nó là cái gì nếu không phải đã đọc qua hai người thật không cách nào tưởng tượng nổi nói trắng ra chính là văn tự bán mình, ý đại khái quản phương nghi tự nguyện đi theo ngưu hữu đạo, tự nguyện làm người hầu. nếu có hai lòng sẽ phải gặp báo ứng. ngược quản phương nghi phập phồng vì giận, vừa mới gặp mặt còn chưa kịp hỏi đối phương tìm bà ta có việc gì, ai ngờ đã đọc phải thứ này. buông tờ văn tự bán mình xuống, quản phương nghi nhìn trầm trầm ngưu hữu đạo, trầm giọng hỏi: ngưu huynh đệ, người đang nói đùa à? ta không đùa với ngươi, thế ngươi bảo ta đến tìm ngươi là vì chuyện gì? ngưu hữu đạo lắc đầu đưa bút cho bà ta, ký tên, kèm theo huyết ấn. Quản phương nghi tức giận nói, đây chính là tương lai mà ngươi muốn đưa cho ta. Như Hữu đạo hỏi lại, đó không phải tương lai thì là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể lăn lộn ở kinh thành nước tề với bộ dạng này cả đời sao? Mặt quản phương nghi lạnh lại, nói ta chỉ làm công việc bắt cầu dắt mối cho khách, giúp khách buôn bán, chứ không bán tự do của mình. Như Hữu đạo hỏi, chắc ngươi cho rằng ta đến là để thương lượng với ngươi. Ta cần thương lượng với ngươi sao? Quản Phương Nhi đứng phát dậy, nghiến răng nói, như Hữu Đạo, người đừng có khinh người quá đáng. Hai ngón tay như Hữu Đạo vẫn kẹp cây bút, đưa đến trước mặt bà ta, không ký, người của Phù Phương Viên sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Ký, bọn họ sẽ bình yên vô sự, cũng chỉ một mình ngươi chịu ủy khuất, mất đi tự do mà thôi. Người theo ngươi lăn lộn ở kinh thành này chắc hẳn đều là người mà ngươi tin tưởng, người tội gì liên lụy đến họ. Coi như ta không làm gì ngươi, người của Kim Vương Phủ cũng chẳng phải kẻ điếc hay mù loà chuyện mà ta biết bọn họ cũng biết nói không chừng ngày mai sẽ ra tay với ngươi ở kinh thành này có người nào sẽ vì ngươi mà đối nghịch với kim vương phủ nhưng ta thì khác ta có khả năng bảo đảm cho ngươi trong lòng ngươi chắc chắn biết điều này chỉ cần ngươi trở thành người của ta kim vương phủ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi ít ra ở cái kinh thành này không ai dám tùy tiện đụng đến người của ta cho nên cũng không phải là ta khinh người quá đáng mà là ta có lòng tốt muốn giúp ngươi người có lòng tốt như ta ở kinh thành nước tề này không có nhiều đâu. Người không còn lựa chọn nào khác, có cần suy nghĩ nhiều như vậy không? Nghiêu Hữu đạo nắm lấy cổ tay bà ta, nhét mạnh cây bút vào trong tay của bà, người yên tâm đi, ta chưa từng bạc đãi người một nhà. Ký đi, lời nói và cử chỉ, nhất là vẻ mặt vui vẻ, như thì thầm thuyết phục người khác của hắn, khiến cho lệnh hồ thu ở một bên cảm thấy lạnh người. Lão đệ rẻ tiền trong mắt ông ta đột nhiên trở thành ác ma, nhai người không nhả xương. Còn trong mắt hồng tụ, nghiêu hữu đạo giống như một ác ma đang đẩy một thiếu nữ đáng thương từng bước rơi vào trong vực sâu đến bây giờ hồng tụ còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của hai người mà thôi bàn tay cầm bút của quản phương nghi trở nên run rẩy ánh mắt nhìn tờ giấy trên bàn tràn ngập bi phẫn dần dần trở nên trong suốt ở kinh thành nhiều năm như vậy bà ta lúc nào cũng cẩn thận có nhiều thứ không dám liều vẫn luôn né tránh không để cuốn vào bên trong Bà ta biết rõ, một khi bị cuốn vào, rất có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Bà ta dùng sắc đẹp của mình mua vui cho người khác nhiều năm, nhìn thì phong quang lắm, nhưng thật ra nó chỉ là hư vô, không chơi nổi. Kết quả, bà ta vẫn bị cuốn vào, đi ven bờ sông nào có chuyện không ướt chân. Bà ta hiểu đạo lý này, chỉ là không nghĩ đến có một ngày bà ta lại rơi vào tình huống đó. Đúng là khó có thể tiếp nhận, như hữu đạo ở bên cạnh thúc dục người mau ký đi, tránh đêm dài lắm mộng quản phương nghi nhìn niêu hữu đạo lặng lẽ rơi lệ nghiêu hữu đạo ngươi và ta chưa từng gặp mặt ngày xưa không oán ngày nay không thù vì sao ngươi lại bức bách ta như vậy nghiêu hữu đạo đáp ta đã nói rồi ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi ngươi không ký ta cũng không ép bây giờ ta có thể đi nhưng một khi ta rời khỏi phù phương viên này người đến sẽ là một nhóm khác ngươi có bị gì hay không không liên quan đến ta cơ hội chỉ có một lần ngươi hãy xem rồi xử lý nhưng quản phương nghi vẫn khó mà đưa ra lựa chọn, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Xem ra ta đã ép buộc ngươi rồi. Thôi được rồi, nhị ca, chúng ta đi thôi. Ngưu Hữu đạo phất tay nói một câu, sau đó xoay người rời đi. chương 476, rửa tay chậu vàng. Thật hay giả, lệnh hồ thu và hồng tụ nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Ngưu Hữu đạo. Ba người vừa bước xuống bậc thang, quản phương nghi ở trong đình đã lên tiếng, khoan đã. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy quản phương nghi cúi đầu đặt bút xuống sau đó quăng cây bút đi đưa tay ra trước mặt miệng phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ bàn tay bà ta phất tay một cái huyết thủ in lên văn tự bán mình bàn tay bà ta trống lên bàn cúi đầu nước mắt còn có giọt máu nơi khóe miệng chảy xuống lắc đầu không chịu nổi nghiêu hữu đạo quay lại đình nhấc bàn tay của bà ta lên cầm lấy tờ văn tự bán mình hắn nhìn tờ văn tự bán mình giống như nhìn một kiệt tác vừa lẩm bẩm vừa có vẻ như đang nói cho bà ta nghe trên đời này nào có chuyện kinh doanh mà vĩnh viễn không hỏi lai lịch, không hỏi thị phi như ngươi chứ. Đến bây giờ ngươi vẫn không xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể nói là do vận khí của ngươi tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng chọc ra phiền phức không gánh nổi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, tất cả nụ cười qua đi chỉ còn lại sự trống rỗng và tĩnh mịch. Chỉ sợ lúc này tim của ngươi cũng đã nguội lạnh, lần này thì ổn rồi, ngươi cứ yên tâm. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, quản phương nghi cúi thấp đầu, tinh thần chán nản, cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu. Câu nói này cũng làm cho lệnh hồ thu và hồng tụ kinh ngạc. Từ ngữ mới mẻ của nó khiến cho hai người phải suy ngẫm một chút. Có thể nói ra những lời như vậy, ánh mắt hồng tụ nhìn như hữu đạo đã trở nên khác hẳn, dường như coi trọng hơn một chút. Cất văn tự bán mình trong tay, như hữu đạo xoay người lại, bên kia của chúng ta chẳng có ai trông coi, đó là một vấn đề. Vậy thì qua hết bên này đi. Hồng tụ, người đi thông báo cho hồng phất và thẩm thu, bảo hai người đó thu dọn đồ đạc, thuận tiện phát ra tin tức, nói hồng nương của phù phương viên gặp được chi kỷ chân chính, chủ động bán mình làm người hầu của ta. Phát tin tức ra ngoài ngay trong đêm, đây chính là rèn sắt khi còn nóng, đem gạo nấu thành cơm. Lệnh hồ thu âm thầm choáng váng, khóe miệng co quắp không nói nên lời, trong lòng cảm thấy buồn bực. Như vậy mà cũng được sao? Hồng tụ lặng lẽ nhìn phản ứng của ông ta, thấy ông ta không có ý kiến, liền hạ thấp người, nói vâng. Sau đó quay người rời đi. Hu hu, quản phương nghi ghé vào bàn khóc giống lên, nhiều năm lăn lộn ở chốn phồn hoa, như hoa trong gương, như trăng trong nước, kết quả trở thành công dã tràng, tự mình bán đứng mình. Nghiêu hữu đạo đứng chắp tay dưới mái đỉnh cong vuốt, nhìn trăng sáng trên bầu trời, nghe tiếng thuốc thiết của quản phương nghi. Lệnh hồ thu khoanh tay trước ngực, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút. Người của phù phương viên bị tiếng khóc của quản phương nghi làm kinh động, lần lượt xuất hiện trong đỉnh viện, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau, Bọn họ không biết Quản Phương Nghi gặp phải chuyện gì, cũng không biết vì sao bà ta lại khóc. Cho dù bị người ta đánh cũng không đến mức khóc thương tâm như vậy chứ. Ai nấy đều không biết chuyện gì xảy ra. Đông ra, đông ra, người sao vậy? Có người bước đến hỏi một câu, sau đó đẩy đẩy bờ vai của bà. Quản Phương Nghi đang bận thương tâm, chỉ lo khóc, không còn tâm trí để trả lời. Cuối cùng, như hiểu đạo ra hiệu, Quản Phương Nghi được người ta đỡ về phòng nghỉ ngơi. Trong đình viện không còn tiếng khóc không khí trở nên thanh tịnh, trăng vẫn chiếu sáng trên bầu trời đêm, ngay góc tường còn có tiếng côn trùng kêu vang. Thấy nghiên mực và bút vẫn còn chưa thu dọn, lệnh hồ thu bước đến bên cạnh nghiêu hữu đạo, chỉ tay bốn phía, từ hôm nay trở đi, có phải phù phương viên sẽ thuộc về ngươi? Nghiêu hữu đạo đáp, có lẽ là vậy. Lệnh hồ thu cười một tiếng, đúng là một vụ mua bán không cần vốn. Mua bán không cần vốn, nghiêu hữu đạo quay sang nhìn lệnh hồ thu, Lệnh hồ thu tử diếu, nếu bà ta không đồng ý, ta xem ngươi làm thế nào cho phải đây. Nghiêu hữu đạo hỏi, thế huynh cho rằng ta đang gạt bà ta. Lệnh hồ thu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nghiêu hữu đạo chỉ cười, cũng không giải thích. Thật ra, sau khi bị bộ tầm tìm đến cửa, hắn liền xem lại tin tình báo có liên quan đến kinh thành do ngũ lương sơn chỉnh sửa. Đường đường một tổng quản đại nội nước tề lớn như vậy, nếu không sử dụng để sinh lợi mà lãng phí hết, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? xem đi xem lại tin tình báo bất luận là người trong môn phái hay là người trong triều đình hắn cũng không tiện ra tay với người nào quan trọng là bản thân bọn họ cứng quá hắn liền chuyển sang chọn quả hồng mềm mà bóp mà thịt của tán tu bình thường thì lại rất mềm vì thế hồng nương của phú phương viên đã lọt vào mắt của hắn bị hắn theo dõi hắn vốn định đến gặp hồng nương dò xét trước một chút nếu thích hợp hắn sẽ tìm bộ tầm xin người hắn đoán chừng nghĩ ra một số biện pháp khiến bộ tầm đồng ý cũng không khó lắm chỉ cần bộ tầm gật đầu loại người như hồng phương sẽ không còn lựa chọn nào khác đừng nói hồng nương chỉ sợ trong kinh thành này không có mấy ai dám đối nghịch với bộ tầm ai ngờ tình huống có chút nằm ngoài dự liệu của hắn hắn không cần trải qua bước tìm bộ tầm dựa vào năng lực của hắn trực tiếp ra tay bắt hồng nương lại cho nên xét theo một trình độ nào đó hắn thật sự không gạt hồng nương nếu hắn muốn phù phương viên hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành cũng chỉ cần một câu nói với bộ tầm mà thôi. nếu không phải như vậy, hắn cũng chẳng cần đến thẳng phù phương viên. huynh còn nhớ rõ vị trí huynh nói chuyện riêng với ngụy trừ ở đâu không? Nghiêu Hữu đạo hỏi một câu. lệnh hồ thu cao mày gật đầu. còn nhớ người đã theo người rồi, cái này còn quan trọng nữa không? với lại ta nói người phụ nữ này có gì tốt chứ, chỉ có loạn. giữ hạng người như vậy bên cạnh, người có thể yên tâm sao? nghiêu hữu đạo nói một người phụ nữ ở cái chốn thị phi như thế này bên cạnh còn có rất nhiều người theo bà ta nhiều năm như thế điều này nói rõ bà ta vẫn có ưu điểm của mình lệnh hồ thu nói chỉ vì điều này thôi sao nghiêu hữu đạo đáp cái này còn chưa đủ à loạn hay không tốt hay không xấu hay không cũng chẳng sao đối với ta mà nói trên đời này không có người tốt tuyệt đối cũng chẳng có người xấu tuyệt đối ta nói mình trắng nhưng mọi người lại cho rằng ta đen ta tìm ai để lý luận đây hai mắt của chúng ta trắng đen rõ ràng nhưng trắng và đen vẫn nằm chung trong một hốc mắt huynh móc được phần trắng ra thế thì phần đen có rơi ra luôn không cho nên tại sao cứ phải nói rằng điều đó đúng hay sai quá mức so đo cũng không tốt cho bản thân ta đã quen với những người chuyên gặp rắc rối làm việc với những người này ta ngược lại cảm thấy yên tâm hơn ít ra ta biết được điểm yếu của bà ta chỉ có quân tử xấu mới khiến cho người ta khó lòng phòng bị Lệnh Hồ Thu nói, lý do này của ngươi đúng là đủ mới. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu lý do này còn chưa đủ, để ta nói lý do khác. Bên cạnh huynh có hồng tụ, hồng phất, ta thấy, bên cạnh ta cũng phải có người mang chữ hồng chứ. Lý do này khiến cho lệnh Hồ Thu không phản bác được. Trong một đình viện khác, Quản Phương Nhi đã ngừng khóc, từ trong phòng bước ra, đứng trên bậc thang dưới mái hiên, gương mặt thất vọng lẫn mất mát. Bà ta phải cho thuộc hạ đi theo mình nhiều năm một lời giải thích vì sao bà ta lại khóc nếu không, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được đông gia đã bán thân làm người hầu, tất cả đều chấn kinh. Nhưng mặc kệ mọi người hỏi nguyên nhân cụ thể như thế nào, quản phương nghi cũng không chịu nói. Có một số việc, bà ta không tiện nói ra chân tướng trước mặt người khác. Ta không còn lựa chọn nào khác, nhưng mọi người đều có lựa chọn cho mình, đi hay ở tự mình quyết định. Thẩm thu là người đầu tiên đến phủ phương viên, về phần hồng tụ và hồng phất, hai người còn phải đi giúp nghiêu hữu đạo phát ra tin tức chương 477, tâm hoa đi rồi. Một, đợi đến khi hồng tụ và hồng phất trở lại phù phương viên, chân trời đã hừng sáng. Phù phương viên nay đã không mang nổi mình ốc, quản phương nghi vẫn còn chưa tiến vào trạng thái người hầu, cũng chưa có giác ngộ đó, tạm thời không ai sắp xếp cho nghiêu hữu đạo. Mọi người tìm đại một gian phòng ở qua một đêm, trong một gian phòng, hồng tụ, hồng phất nhanh chóng thu dọn. Lệnh hồ thu mở cửa sổ, nhìn sắc trời đang sáng hơn phía đằng xa, thở dài nói, đừng thu dọn nữa, trời đã sáng rồi. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó dừng tay, bước đến bên cạnh ông ta. Hồng tụ hỏi, tiên sinh, thuộc hạ vẫn không hiểu, vì sao Hồng Nương lại tùy tiện bán đứng mình như thế. Lệnh hồ thu lắc đầu, bán thì cũng đã bán, cũng không còn lựa chọn nào khác. Hồng tụ hỏi, tại sao lại không còn lựa chọn nào khác? Nghiêu hữu đạo có năng lượng như vậy ở kinh thành sao? Lệnh hồ thu nói, người quên trước đó Nghiêu lão tam đã hỏi gì sao? việc quản phương nghi chậm chạp trở về đã khiến cho nghiêu lão tam hoài nghi giống như nghiêu lão tam đã nói quản phương nghi qua đêm không về người mà bà ta tránh không phải là ta mà là nghiêu lão tam hắn hai người chưa từng gặp mặt lại không oán không thù phù phương viên còn là địa bàn của bà ta quản phương nghi bà ta sợ cái gì mà phải tránh mặt chứ quản phương nghi làm như vậy đã khiến cho nghiêu lão tam cảnh giác kết hợp với chuyện có sẵn nghiêu lão tam phản ứng rất nhanh lập tức hỏi ta quản phương nhi có biết nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và ngụy trừ hay không hắn hoài nghi như vậy cũng không khó hiểu ngoại trừ việc này còn có thứ gì khiến cho quản phương nhi kiêng kỵ hắn như thế như lão tam hoài nghi quản phương nhi đã biết chuyện gì hắn quyết định lấy quy định một canh giờ ra đe dọa bà ta chính là muốn thăm dò bà ta đạo lý này rất đơn giản nếu quản phương nhi biết bộ tần đích thân đến cửa tìm như lão tam như lão tam dám nói cứng như vậy nói muốn phù phương viên biến mất hoàn toàn ở kinh thành nước tề này Quản Phương Nhi có thể không sợ sao? Kết quả, Quản Phương Nhi đang tránh mặt vội tranh thủ thời gian trở về, lại còn về trong vòng một canh giờ. Bà ta trở về, đây không phải là vấn đề sợ hãi, mà còn nói rõ bà ta đang trột dạ. Bà ta đã dùng phương pháp không bình thường để nghe lén nội dung cuộc nói chuyện mà không phải bộ tầm hay kim vương phủ nói cho bà ta biết. Nếu có hai chỗ dựa này, bà ta không cần phải sợ. Uy hiếp của Ngưu Lão Tam cũng chẳng có tác dụng với bà ta gian phòng mà ta và ngụy trừ nói chuyện chắc chắn là có vấn đề. người cũng nhìn thấy sự việc phía sau rồi đấy. như lão tam quyết định ra tay viết văn tự bán mình cho bà ta, làm cho bà ta không có đường lui, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay trực tiếp bắt bà ta lại. tiếp theo hắn yêu cầu hai người đi phát tin tức, chờ có người đến xác nhận, quản phương nghi lại thừa nhận gạo sống đã nấu thành cơm chín. mọi người đều biết bà ta thừa nhận, sự việc xem như đã giải quyết. ngay cả sau này bà ta có hiểu ra. Ha ha, như lão tam này đúng là hảo thủ đoạn. Quản Phương Nhi ơi, Quản Phương Nhi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu bà ta không trốn tránh như lão tam, hắn sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hồng Tụ nghe xong liền hiểu ra. Khi nhớ lại tình huống lúc đó, nàng ta dùng mình một cái, người này rất đáng sợ. Chẳng lẽ trước đó bị người ta chèn ép đến cùng đường mặt lộ chỉ là giả? Thế thì không đến mức đó. Hạo Vân Đồ có thể xuống tay với hắn, hắn lại không chỗ ra tay với Hạo Vân Đồ hạo vân đồ vừa ra tay sự việc liền vượt ra khỏi khả năng khống chế của hắn là đối thủ không cùng một đẳng cấp hắn chỉ có thể bị động để cho người ta đánh có thể gắng ngượng qua được chuyện này đúng là không dễ lệnh hồ thu vừa nói vừa nhìn chung quanh rồi nói tiếp tên tiểu tử này quả thật có chút nguy hiểm các người cố gắng nhớ lại trên đường đi chúng ta có lộ ra sơ hở gì không hai cô gái nhìn nhau không phất bình tĩnh đáp chắc là không có nếu như có chỉ sợ hắn đã nghĩ biện pháp hất tiên sinh ra ngoài rồi nào có chuyện cứ để cho đau gác lên cổ của mình mãi như vậy, càng không để cho tiên sinh tham gia mấy chuyện bí mật này. Lệnh hồ thu nhẹ thở ra, hai người các ngươi, về sau làm việc gì cũng phải cẩn thận. Đại nội Hoàng Cung, sau khi lên chiều xong, Hạo Vân Đồ trở về ngự thư phòng, cởi long bào ra. Thay quần áo cho Hạo Vân Đồ xong, mấy tên thái giám rời đi, bộ tầm cười nói, sáng nay, bên ngoài Hoàng Cung xuất hiện một chuyện rất thú vị. Hạo Vân Đồ bước đến bên cạnh thư án, chuyện gì khiến cho ngươi phải nói là thú vị. Bộ tầm đáp, hồng nương của phù phương viên sáng nay từ chối tiếp khách, chính thức tuyên bố với bên ngoài rửa tay gác kiếm. Hạo Vân Đồ im lặng, khi ông ta còn trẻ, danh tiếng của quản phương nghi đã lan xa. Khi đó ông ta cũng đã từng cải trang đứng ngoài quan sát. Đây tuyệt đối là một vư vật phong hoa tuyệt đại, ông ta đã từng muốn có trong tay, nhưng vì một số kiêng kỵ, ông ta đành phải khắc chế dục vọng của mình. Bây giờ nghĩ lại, ông ta vẫn không khỏi có chút xúc động. Sau khi ngồi xuống, Ông ta cầm tách trà lên, không làm nữa, có phải bà ấy đã có kết cục tốt hơn không? Bộ tầm hạ thấp người nói, theo nghiêu hữu đạo, phụt, hạo vân đồ vừa mới nhấp ngụm nước trà liền phun ra ngoài, bị sặc ngay tại chỗ, không ngừng ho khan. Bộ tầm không ngờ hoàng đế có phản ứng lớn như vậy, giơ tay lên áp lên lưng y, điều hòa khí thức cho y, sau đó cầm một cái khăn mặt lại đây cho y. Hạo vân đồ lau miệng và tay, trả khăn cho bộ tầm, nhìn bộ tầm lau chùi nước trà phun trên bàn, không nhịn được cười ha ha bộ tầm quay đầu kinh ngạc hạo vân đồ chậm rãi tựa vào lưng ghế thở ra một hơi thật sâu có vẻ buồn bã nói chỉ trước mắt đã bao nhiêu năm qua đi ta nhớ mang máng khi khắp thành tràn ngập cánh hoa người còn đi cùng quả nhân quả nhân và người đứng ở trong đám đông xem nàng ỷ thúy của hồng lâu kia là ném tú cầu hả bộ tầm cười khẽ khi đó thực ra tuổi nàng ta đã không còn nhỏ nhưng chính độ hoa nở nàng thích một người đàn ông yêu chết đi sống lại Người đàn ông kia đã đồng ý cưới nàng ta, nàng ta cũng đã lẳng lặng may áo đỏ chờ chuyện tốt. Ai biết được, nước đã đến chân, người đàn ông kia còn đổi ý. Trong cơn nóng giận, nàng ta mặc áo đỏ ném tú cầu, bảo là muốn dùng toàn bộ gia sản gả cùng cho người đón được tú cầu kia, muốn cho kẻ bạc tình kia hối hận cả đời. Người dưới hồng lâu chen đến giọt nước không lọt, lão nô nhớ, tú cầu rơi xuống chỗ cách bệ hạ chỉ có khoảng hai trượng. Hạo vân đồ ha ha nói, ngươi nhớ kỹ thật, lần đầu gặp gỡ, quả nhân kinh ngạc như gặp người trời. Phong hoa tuyệt đại, thật đẹp, lúc đó quả nhân nghĩ, quả thật là một kỳ nữ cương liệt, người phương nào lại nhẫn tâm phụ một kỳ nữ như vậy. Quả nhân quả thực động lòng rồi, bộ tầm, vâng, bệ hạ khi đó đã khen nàng là cảnh đẹp kinh đô tề. Có điều, cuối cùng nàng ta cũng đổi ý, cũng không chịu để bản thân chịu oan ức. Tuy tú cầu tung ra, nhưng nàng ta không chịu gả cho người nhận được tú cầu kia, tặng đối phương khoản tiền là xong việc nếu nàng ta thật sự gả đi thì thật là một giai thoại truyền kỳ hạo vân đồ cảm khái vạn phần nói một bên là mỹ nhân như ngọc vừa quen một bên là giang sơn như họa bị trà đạp chiến dịch núi hắc thiết đội quân tinh nhuệ nhất của nước tề bị tiêu diệt hoàn toàn nước tề phải dùng lực lượng cả nước để chống đỡ kẻ địch xâm lấn từ bên ngoài mỹ nhân và giang sơn quả nhiên chỉ có thể chọn một trong hai đáng tiếc đối với điều này bộ tầm đương nhiên biết rõ Năm đó vị này đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế, đang vào thời khắc then chốt. Thanh danh của quản phương nghi quá kém, phải gánh cái danh ai cũng có thể làm chồng. Nếu vị này thật sự thu quản phương nghi kia, chỉ e sẽ vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Quả thực là chỉ có thể chọn một trong hai. Chương 478, Tâm Hoa đi rồi. Hai, sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế lại càng không thể thu nhận người phụ nữ có tiếng như quản phương nghi. Khi không tại vị còn có thể cất bước đi nhìn xem, sau khi tại vị cả nhìn cũng không được. Nhất cử nhất động đều có người nhìn vào, không thể có bất kỳ liên quan nào với loại phụ nữ tai tiếng kia. Thân là đế vương, nhìn thì quyền khuynh thiên hạ, nhưng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ và không cho phép. Ồ, Hạo Vân đồ hình như có buồn bực hỏi, quả nhân nhớ người từng nói, người phụ nữ kia đã già. Bộ tầm hạ thấp người đáp, cõi đời này không có hồng nhan nào không già. Hạo Vân đồ hỏi, như hữu đạo bao lớn, bộ tầm, dáng vẻ chừng hai mươi khóe miệng hạo vân đồ co giật, hoa già cũng ngắt, khẩu vị của nghiêu hữu đạo này cũng thật nặng. Bộ tầm, bệ hạ hiểu lầm, hồng nương rửa tay chậu vàng không phải là được người ta thu về phòng, mà là ủy thân làm nô, làm nô tỳ cho nghiêu hữu đạo. Hạo vân đồ, chẳng phải thịt bên mép hắn, khác nhau sao? Chuyện này, bộ tầm không biết trả lời ra sao, có điều vẫn nhận ra, vị này còn chú ý tới. Quả nhân cho hắn lệnh bài, hắn không nhanh đi về, còn bày trò lung tung gì ở đây. Hạo Vân Đồ có phần buồn bực, bình thường thì không để ý, nhưng đến lúc biết đóa hoa mà mình nhớ nhung đã bị người ta hái mất, trong lòng rốt cuộc vẫn có cảm giác không thoải mái. Điểm khác biệt là, người hái hoa không phải y, dù rằng đó là đóa hoa cúc giả cỗi. Y cho Ngưu Hữu Đạo lệnh bài, xem trọng Ngưu Hữu Đạo như vậy một mặt là để lấy lòng, sau đó cũng là vì an toàn của Ngưu Hữu Đạo, miễn cho Ngưu Hữu Đạo quá mức mạo hiểm ở đây, để cho Ngưu Hữu Đạo về quận Thanh Sơn phục mệnh sớm một chút. Bộ Tầm, lấy được lệnh bài đã lập tức quay về cũng không thực tế lắm, hẳn là phải có chuẩn bị. Hạo Vân Đồ hít một hơi nói, người phụ nữ kia bị cô lập nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại đi theo Ngưu Hữu Đạo? Trước đây hai người đó quen nhau sao? Việc này lão nô cũng không rõ lắm, có điều có thể hỏi Ngưu Hữu Đạo xem. Bộ Tầm cũng đang buồn bực về chuyện này, Hạo Vân Đồ yên lặng một chút rồi bỗng chậm rãi nói. "Bộ Tầm, hả, Bộ Tầm về có lão nô." Hạo Vân Đồ biểu hiện phức tạp nói. Quả nhân muốn nhìn nàng ta một cái, người cảm thấy có thích hợp không? Nghe nói như thế, bộ tầm có cảm giác như chút được gánh nặng. Nhiều năm như vậy, bộ tầm luôn chờ y nói câu này. Từ nhỏ, vì lý do bản thân mà Quản Phương Nhi có quá nhiều người đàn ông sung phong làm hộ hoa mà không gặp bất chắc gì lớn. Sau khi xuống sắc, nàng ta còn có thể sống tốt ở kinh đô nước tề không chỉ vì may mắn và cẩn thận mà thôi. Đó là vì bộ tầm biết người nào đó vẫn luôn tiếc nuối nói không chừng ngày nào đó máu nóng dồn lên đầu sẽ hỏi tới. Vì có bộ tầm vẫn ngầm quan tâm, là do ông ta đã giải quyết một chút nguy hiểm của quản phương nghi trong lặng lẽ. Đây là một bí mật mà chỉ mình ông ta biết, nhìn bề ngoài, dường như vị này đã quên, nhưng bộ tầm biết rồng có phải ngược, quên và không để ý tới là hai việc khác nhau. Nếu thật sự để cho quản phương nghi gặp chuyện bất chắc ở Tề Kinh, một khi vị này nhớ lại chuyện cũ, không chừng sẽ nổi giận lôi đình. Nhiều năm như vậy, Bộ Tầm vẫn chờ đợi ngày này, chờ câu nói này. Yên Lặng giúp y bảo vệ nhiều năm qua, tin rằng vị này cũng có thể nhận ra được. Nhưng vị này vẫn không tỏ thái độ gì, chứng tỏ y là người có thể khắc chế dục vọng của mình. Không biểu hiện thực ra cũng là một loại thái độ, xét về mặt nào đó, bảo vệ đóa hoa cúc kia lại không phải Bộ Tầm. Bây giờ, có việc nên phải chấm dứt, ngày hôm nay Bộ Tầm đề cập đến việc này chính là muốn nhìn thái độ của y, xem xem là giữ lại hay buông tay bộ tâm không khuyên y chỉ kho mình trả lời lão nô sẽ sắp xếp bạch vân gian trong đình đầu lầu các tiếng đàn im bặt tô chiếu nghe được tin tức giống như vậy đang đánh đàn chợt sững lại không nương rửa tay chậu vàng làm nô tỳ cho ngưu hữu đạo có phải tin đồn hay không tô chiếu kinh ngạc tần nguyên thực sự khá khó tin nhưng đã xác nhận không nương chính miệng thừa nhận ngưu hữu đạo cũng đã vào ở phù phương viên tô chiếu vẫn khó tin nói Nghiêu Hữu Đạo có tài cán gì mà có thể hàng phục được Hồng Nương của Phủ Phương Viên? Bởi biết vì lý do an toàn, Quản Phương Nhi hầu như rất ít khi rời khỏi kinh thành, cho nên cũng khó có người tại kinh thành có thể cưỡng ép nàng ta làm gì. Điều quan trọng là Nghiêu Hữu Đạo chỉ là một kẻ tới từ bên ngoài, ở đây không có thế lực chống lưng nào có thể bắt được địa đầu xà như Hồng Nương, mà không phải làm gì khác là làm nô bộc cho Nghiêu Hữu Đạo. Quản Phương Nhi có thể đồng ý sao? Nghiêu Hữu Đạo thu phục Quản Phương Nhi lại có ý gì? Việc này đối với nàng lại là một lần chấn động, lần thứ hai nhận ra sự không tầm thường của Ngưu Hữu Đạo. Núi cao rừng sâu, trong một căn nhà lớn, Côn Lâm Thụ đang bị vải trắng quấn gần hết thân thể, thậm chí nửa khuôn mặt đang lẳng lặng nằm trên giường, ngơ ngác nhìn nóc nhà. Hỏa Phượng Hoàng ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của y mà sầu não. Cũng không phải là vì Côn Lâm Thụ bị hủy dung, Thiên Hỏa giáo là chuyên gia chơi lửa, rất sở trường chuyện trị vết bỏng, đã bôi thuốc, tin rằng ảnh hưởng của vết thương sẽ không quá lớn đương nhiên muốn khôi phục giống hệt như ban đầu là không thể điều làm nàng ta thực sự phiền não là vết thương trên thân thể dễ dàng chữa trị nhưng vết thương tâm linh chỉ sợ sẽ theo cả đời nàng ta biết sư huynh là người kiêu căng tự mãn nhưng lần này bị nghiêu hữu đao kia triệt để kéo từ trên mây xuống phần kiêu ngạo kia đã bị nghiêu hữu đạo đánh tan tành bại rất thảm bại quá thảm vừa đối mặt đã thất bại quả thực bị đánh cho không còn lực đánh trả nàng ta cũng biết sư huynh vẫn tỉnh táo nhưng không nói một câu mặc kệ ai hỏi cũng không trả lời. Sau khi vừa bị thương quay về, bị sư phụ tức giận quát mắng, sư huynh cũng chỉ im lặng không nói gì, như là không nghe thấy. Lúc đó ngay cả trưởng môn cũng bị kinh động vì việc này, tự mình chạy đến thăm. Trưởng môn thiên hỏa giáo không phải người bình thường, đó là một người có vị trí ở phiêu miều các, đệ tử bình thường rất khó gặp mặt ông ta. Đối với nhiều người mà nói, đó là một nhân vật giống như thần tiên. Trưởng môn cảm thấy việc này kỳ lạ, hỏi sư huynh đang yên đang lành sao lại cắn nghiêu hữu đạo không tha, nhưng mà sư huynh căn bản không để ý tới trưởng môn, không chịu nói, chỉ giống như bây giờ, nhìn nóc nhà đờ ra, suýt nữa làm sư phụ tức chết. Về nghiêu hữu đạo đã đánh bại sư huynh kia còn chưa tiêu động tính. Nàng ta vừa nghe nói hắn lại vừa gây ra một chuyện làm náo động toàn bộ giới tu sĩ của kinh đô. Vị hồng nương mà ai cũng có thể làm chồng kia rửa tay chậu vàng, làm nô tỳ cho nghiêu hữu đạo, thực sự khiến người ta khó mà tin nàng ta ngồi bên giường kể việc này với sư huynh, quả thực sư huynh không có bất cứ phản ứng với chuyện gì khác lại có phản ứng đối với chuyện về như hữu đạo, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Trước cửa phù phương viên, một chiếc xe ngựa dừng lại. Quản phương nghi vội vàng đi ra, thấy người trên xe ngựa đi xuống liền hành lễ, cười khanh khách nói. Cơn gió nào đưa đại nhân vương tới đây? Bên cạnh xe ngựa, vị đại nhân vương thân thể khôi ngô hỏi. Hồng nương, nghe nói nàng bán cả mình, hai người đứng đó vừa nói vừa cười. Cách đó không xa, trong một chiếc xe ngựa khác, Hảo Vân Đồ đeo đấu bổng dùng hai ngón tay vén rèm cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa phù phương viên, thỉnh thoảng lại cười đến nhành hoa phải run rẩy. Người vẫn là người kia, điều ấy y có thể xác định, chỉ là dáng vẻ đã biết hóa không nhỏ. chương 479, trời đã tối, vẻ trói lọi, làn da vô cùng mịn màng trong ấn lượng đã có vẻ lỏng lẻo, có nếp nhăn vẻ yếu điệu thướt tha trong ấn tượng dường như đã đẩy đà hơn nhiều. Y nhớ, dáng vẻ của nàng thanh cao mà lãnh diễm, dù tiếng xấu đồn xa như thế nào cũng không để lộ nửa ngực như bây giờ, là dáng vẻ cao cao không thể với tới, làm sao có thể liếc mắt được tình, nói nói cười cười với người như hiện tại. Cho dù phong tình vạn trùng, nhưng luận vẻ đẹp đã kém xa phi tử trong cung của y. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng quản phương nghi khác xa trong ấn tượng của y, biến hóa lớn đến mức khiến y có phần đột ngột, không kịp chuẩn bị. Bộ tâm lặng lẽ nhìn phản ứng của y, ngón tay vén rèm cửa sổ từ từ thả xuống. Hạo Vân Đồ chậm rãi nhắm mắt lại, than thở, không nên tới gặp, gặp rồi không bằng hoài niệm. Tâm Hoa đi rồi, không cần hỏi thăm Nghiêu Hữu Đạo nữa, quả nhân không đành lòng nghe, mặc nàng đi thôi. Một câu mặc nàng đi thôi có vẻ vô cùng cảm khái. Xe ngựa bắt đầu chạy, từ từ rời đi, quản phương nghi đã sớm chú ý tới chiếc xe ngựa kia, cũng cảm thấy nó có điểm lạ nàng ta nhận ra người trong xe ngựa dường như đang nhìn mình đang âm thầm ngừa vực khi xe ngựa đi qua cửa phù phương viên rèm xe lại được đẩy ra một chút quản phương nghi và người trong xe ngựa đối mắt nhìn nhau trong thoáng chốc đây là lần đầu tiên hai người đối mắt nhau trong đời này người trong xe ngựa ẩn sau đấu bồng chỉ lộ sau rèm che, không thể nhìn thấy mặt nhưng có thể cảm giác được tâm tình rất phức tạp trong ánh mắt của đối phương là người quen sao quản phương nghi hoài nghi nhưng cảm giác rất xa lạ không chút ấn tượng nàng ta nghi ngờ nhìn theo chiếc xe ngựa trông có vẻ bình thường kia dần đi xa phía sau quán đậu phụ mở cánh cổng thông đến sân vườn của một căn nhà rộng lớn trong vườn cây rậm rạp một đám trẻ nhỏ ngồi trên ghế băng trước mặt mỗi đứa đặt một cái bàn phía trước có một chiếc bảng đen mỗi đứa cầm một chiếc bút lông ngống chép chữ trên bảng đen hồ diên uy nghênh ngang đi vào nơi này không phải ai cũng vào được nhưng hồ diên uy là ngoại lệ gã có thể ra vào bất cứ lúc nào không ai ngăn cản tìm tới nơi này nhìn thấy viên cương bồi hồi ngồi trong đám đông gã đang muốn lên tiếng bắt chuyện từ xa lại bị nghiêu lâm lan ngăn lại ra hiệu im lặng hồ diên huy gật đầu lòng khó hiểu chậm rãi đi vào vườn cây nhìn những gì lũ trẻ đang ghi chép gã cảm thấy hứng thú với bút lông ngỗng trên tay chúng chấm mực một cái là có thể viết ra những dòng chữ nhỏ bé gã hiếu kỳ đi tới trước bảng đen cầm bút lông ngỗng chấm chút mực nước thử một chút nhất thời cảm thấy vui vẻ gã phát hiện bút lông ngỗng này quả là đồ tốt Phần ống rỗng của lông ngỗng sẽ hút mực, khi viết, mực sẽ từ từ chảy ra từ ống với lượng rất thích hợp. Không nói hai lời, gã tóm lấy số bút lông ngỗng đã được gia công, kèm theo một bao giấy, muốn nhét vào trong tay áo mình. Gái căng lên, Viên Cương kéo cổ áo gã, lôi gã sang bên hỏi. "Ngươi lén lén lút lút làm gì?" Hồ Diên Huy nâng mấy thứ vừa thuận tay tóm lấy, khà khà nói. "Một cái lông ngỗng thôi, ngươi sẽ không hẹp hòi thế chứ." Một cái lông ngỗng quả thực không nhiều, Viên Cương buông gã ra. Hồ Diên Huy lập tức nhét đồ vào tay áo, hiếu kỳ hỏi. Làm sao không cho bọn trẻ dùng bút lông, cũng chẳng tốn mấy đồng. Người không nỡ thì để ta trả tiền, không cần học theo đám học trò nghèo làm chi, truyền ra ngoài để người ta biết đến bút sách mà ta cũng không cho người dưới dùng được, lại phải đi thu gom đống lông ngỗng dùng tạm, thế thì sẽ thành chuyện cười. Ta đâu phải người đến nỗi đó. Viên cương, đều xuất thân từ người cùng khổ, chưa từng đọc sách, nội tình quá kém, dùng bút lông lại cần bản lĩnh, cần luyện tập lâu năm, không bằng dùng thứ này học tập càng đơn giản vừa nhanh vừa tiện còn về bút lông sau này bọn nó có điều kiện mà muốn học thì tự học đi nói cũng đúng chợt hô duyên uy nghĩ ra điều gì hồ nghi nói dường như ta chưa từng nghe cửa hàng nhà ai còn có trách nhiệm dạy hỏa kế đọc sách viết chữ ngươi đang làm gì viên cương một quân đội không có văn hóa là quân đội ngu muội vô tri quân đội đầu óc đơn giản chỉ có thể xính cái dũng của thất phu dừng dừng hô duyên uy duỗi tay ra hiệu ngừng trịnh trọng nhắc nhở. An huynh, huynh chớ làm loạn, ta cho huynh biết, đây là hỏa kế của cửa hàng chúng ta. Huynh nói mấy lời này trước mặt ta còn được, nếu ra ngoài tuyệt đối đừng nói lung tung, sẽ gây phiền toái cho bản thân. Tội nuôi quân đội tư không phải trò đùa đâu, viên cương đổi đề tài. Được, ta nghe ngươi, nghe trưởng quỹ cao nói, ngươi bị người nhà cấm túc. Ai, nói đến chuyện này lại làm hô diên uy lắc đầu liên tục. Gần đây kinh thành có một tên châu bò mới đến, ta vừa tiếp xúc với y một thoáng, kết quả là bị nhà cấm túc, là vậy đó." Viên Cương thuận miệng hỏi, "Người nào?" Hồ Diên Uy khà khà đáp, "Là một pháp sư từ nước Yến đến, vị này to gan vô cùng, từng giết sứ thần nước Yến ở nước Triệu." Nghe nói, lần này trên đường tới đây, hắn còn giết cao thủ hạng nhất trên đan bảng. "Hai, ta nói với huynh chuyện này làm gì, huynh biết đan bảng là cái gì không?" "Nói cho huynh, huynh cũng không hiểu." Lông mày Viên Cương giật giật, bình tĩnh nói, từng nghe nói, bằng xếp hạng tu sĩ cấp kim đan. Người giết sứ thần nước Yến ở nước triệu tên là Nghiêu Hữu Đạo. a à, Hồ Diên Uy kinh ngạc, huynh biết người này. Viên Cương, ta đã từng nghe nói việc Nghiêu Hữu Đạo giết sứ thần nước Yến khi còn trong quân đội biên giới, giết ở châu kim của nước triệu. Ồ, Hồ Diên Uy nghĩ lại thấy cũng đúng. Chuyện này vào thời điểm đó rất huyên náo, biết cũng không lạ. Viên Cương lại hỏi, một tu sĩ nước Yến sao có thể khiến người bị cấm túc? Chuyện này, khỏi nói đi tên kia vừa tới tề kinh thì đã có người kiếm chuyện với hắn. Nghe nói hắn giết cao thủ trên đan bảng, một đống người muốn khiêu chiến với hắn. Hồ Diên Huy nói liên miên không ngừng, kể hết chuyện đã xảy ra. Ước chiến phi bộc đài, hẹn nghiêu hữu đạo đi chơi bạch phân gian, kết quả bị người nhà cấm túc. Sau đó là văn điệp xuất cảnh của 10 vạn chiến mã. Nghiêu hữu đạo nguy cơ tứ phía, bán đấu giá ở Hồ Thiên Kính. Trong lúc bán đấu giá, hắn đánh trọng thương đệ tử thiên hỏa giáo khiêu khích hắn, là côn lâm thụ bình thường gã chẳng quan tâm mấy chuyện này cũng không ai cố đề cập với gã chuyện này vì quen nghiêu hữu đạo nên bị cấm túc gã nhàn nhã ở nhà không có việc gì làm vừa có người hiếu kỳ hỏi thăm nghiêu hữu đạo cũng muốn biết vì sao mình lại bị cấm túc cho nên mới hỏi thăm biết được những tình huống này không chú ý thì thôi càng quan tâm gã lại càng cảm thấy hứng thú bên cạnh nghiêu hữu đạo này luôn xảy ra việc chơi thật vui thật náo nhiệt viên cương không nghe lọt tai nữa cảm xúc chập trùng hiện tại hắn ta không còn tiếp xúc với tin tức về giới tu hành. Đến hôm nay hắn ta mới biết nhiều hữu đạo đến kinh đô tề đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Giờ hắn ta có phần hiểu tại sao lúc trước đạo gia lại bảo hắn ta chuẩn bị tốt để hỏa thiêu thành. Ngày hôm nay có thể ra được là vì bệ hạ tạo áp lực. Sóng gió quanh nhiều hữu đạo đã qua, huynh không biết chứ, trước khi ra ngoài hôm nay, ta nghe nói nhiều hữu đạo kia lại gây ra chuyện náo động. Hắn thu phục vị hồng nương ở phù phương viên kia, Hồng Nương chính miệng thừa nhận đã bán mình làm nô cho hắn. Viên Cương hỏi, Hồng Nương ở phù phương viên là ai? Hồ Diên Uy ha ha nói, cũng là một tu sĩ, nghe nói là cái tên do các lái buôn tới tề kinh gọi. Các tu sĩ lui tới tề kinh đều thích buôn bán với nàng ta. Khi còn trẻ, nàng ta có tiếng đẹp truyền xa. Đương nhiên, khi nàng ta còn trẻ, ta chưa từng gặp. Có điều ta đã từng gặp dáng vẻ bây giờ, quả thực lẳng lơ, ngực to mông vỉnh, bước ra một bước là vòng eo vặn một cái. Nghe nói nàng đó đã gần 60 tuổi, nhưng nhìn chỉ mới 3, 40. Nàng ta hiện giờ còn qua lại với một ít thanh niên mặt trắng. Nếu không phải nghĩ đến tuổi nàng ta đã khá nhiều, lại thêm cha ta luôn cấm ta trêu chọc người tu hành, ta quả thực muốn nếm thử mùi vị ra sao. Chỉ bằng dáng vẻ anh Tuấn, tiêu sái này của ta, chẳng lẽ không mạnh hơn lũ mặt trắng đó hay sao? chương 480, đánh trước là khôn một. Viên cương nghe đến đó đã hiểu đại khái. Hắn ta hiểu nghiêu hữu đạo, biết nhiều hiếu đạo thích thu nhận một số người lung tung, thích giao tiếp với đủ loại hạng người, có thể nhắm vào hồng nương này cũng không có gì lạ. Hắn ta hỏi, thu phục hồng nương này cũng gây náo động, hô diên uy kinh ngạc, hồng nương này là địa đầu xà trong giới tu hành tại kinh đô tề. Có người nói, khá nhiều quyền quý thế hệ trước đều có một chân với nàng ta. Còn có lời đồn rằng, một số nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu hành hiện nay cũng từng là khách hàng của nàng ta ngày trước. Nghe nói, từ nhỏ đã có nhân vật lớn muốn thu nàng ta làm thiếp, nhưng nàng ta chết sống gì cũng không chịu, chỉ muốn làm chính thất, không chịu làm thiếp. Mẹ nó, với thanh danh của nàng ta, ai dám cưới nàng ta làm chính thất, cưới rồi còn có thể ngẩng đầu hay sao? Ngay cả thiếp cũng không chịu làm, lại làm nô bộc cho Ngưu Hữu Đạo. Bông hoa nhiều năm như vậy cũng không bị ai hái, lại bị Ngưu Hữu Đạo hái được, có thể không náo động sao? Gã sờ sờ dâu quai nón của mình, có điều, nhiều hữu đạo kia có lẽ có mị lực hơn so với ta bây giờ. Viên cương kinh ngạc liếc gã, có thể khiến tên này công nhận có người mị lực hơn gã quả thực là không dễ. Hắn ta hỏi, người quen nhiều hữu đạo sao? Hồ Diên Uy, quen thì cũng không quen, nhưng từng gặp, trên người hắn có mùi vị rất khó tả, rất hấp dẫn người khác. Cảm giác khi ở chung với hắn rất thoải mái, có thể khiến người ta an lòng. Bằng vào kinh nghiệm kết bạn nhiều năm của ta, người này đáng kết bạn. Hồng Nương có thể coi trọng hắn cũng không có gì để nói. Có một số việc, nghe thấy và tận mắt thấy cũng chưa hẳn là chân tướng. Hồng Nương kia là người có nguyên tắc, không nát như người nghĩ. Viên cương ném lại một câu rồi xoay người đi. Hồ Diên Uy sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Làm sao huynh biết, huynh lại không quen nàng ta. Cảm giác, trời đã tối, phù phương viên, mấy người nghiêu hữu đạo đi dạo trong vườn. Quản phương nghi từ cửa khoan thai đi tới, nghênh đón mấy người lệnh hồ thu cười nói không ngừng có khách đến cửa hỏi thăm hẳn ngày hôm nay nàng phải ứng phó quá nhiều mắt thấy sắp đụng với bên kia quản phương nghi quay đầu đi xoay người bước vào đường nhỏ nghiêu hữu đạo gọi không nương cố ý làm như không thấy ta là lý gì thân hình quản phương nghi chợt ngừng lại một chút rồi tiến vào một mái đình gần đó ngồi xuống mấy người đi tới vào trong đình nghiêu hữu đạo ngồi một bên hỏi hôm nay cố ý trốn ta đó hả quản phương nghi quái gở nói nhờ ơn ngươi phải ứng phó với câu hỏi của khách nhưng lại không thể nói rõ ràng đây chẳng phải là điều ngươi muốn thấy sao buồn quá chừng đã một thời gian không gặp người mong chủ nhân thứ lỗi nàng ta đột nhiên không mình nửa quỳ thi lễ nô tỳ ra mắt chủ nhân không biết có gì sai bảo đám lệnh hồ thu mỉm cười như hữu đạo cười ha ha không cần khách khí như thế buồn chút cũng được cũng chỉ lần này thôi sau này không cần phải tiếp tục đối phó với họ rốt cuộc được giải phóng rồi, không yên lòng sao? Quản phương nghi lường một cái, ngài nói thẳng đi, cắn chặt lấy ta là có ý gì, dù thế nào cũng sẽ không bảo ta ngủ cùng ngài chứ. Nghiêu hữu đạo, ngươi nhìn ngươi kìa, giống như bị uất ức lắm, ta có thể nói cho ngươi, người khác muốn đi theo ta, ta còn không nhìn lọt mắt, có thể theo ta chính là phúc của ngươi. Ừ, lệnh hồ thu gật đầu liên tục nói, hồng nương, chuyện này ta có thể làm chứng. Chờ ngươi có cơ hội đi tới quận Thanh Sơn, người sẽ phát hiện rượu ngon nhất trần đời ở đó, món ngon nhất trên đời cũng ở chỗ hắn. Sau khi tới đó, người sẽ phát hiện mình sống nhiều năm ở Kinh Thành là uống phí. Quản Phương Nghi không tin, khinh bỉ nói, là cái chỗ thôn quê nghèo đói, chiến tranh loạn lạc đó hả? Lệnh Hồ Thu chật chật lắc đầu, nói rồi, người sẽ không tin, đi tới đó, người sẽ biết ta không nói láo. Chuyện sau để sau hãng nói, Quản Phương Nghi tức giận đáp, nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo hỏi. Người không đi theo Ngọc Vương sao, còn muốn về quận thanh sơn nghiêu hữu đạo không về quận thanh sơn thì đi đâu quản phương nghi nhìn chung quanh thấp giọng hỏi ngươi còn chưa nói cho hắn biết chuyện ngụy chữ đả tham nghiêu hữu đạo không có quản phương nghi che mặt gào lên ngươi đắc tội ai không được đắc tội kim vương làm gì xong rồi lần này ta bị ngươi bẫy chết mất nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn lệnh hồ thu kim vương này khó chơi lắm sao lệnh hồ thu trầm ngâm nói lời đồn nói rằng kim vương rất hiền lành nhưng trong lúc tranh vị trí hoàng chữ có làm ra một số chuyện không đàng hoàng cũng có thể hiểu được. Ngươi biết cái đếch gì, ngươi mới đến kinh đô nước tề được bao lâu. Đối với các nhân vật to to nhỏ nhỏ ở kinh thành này, ta có thể nói, không mấy người hiểu rõ hơn ta. Quản phương nghi thả tay xuống, nhìn chằm chằm như hữu đạo ai thán nói. Kim vương này trước mặt người khác thì tỏ vẻ hiền hòa, bề ngoài rất biết lễ tiết, thực ra chỉ là giả bộ. Rất nhiều người đều bị hành vi bên ngoài của hắn ta mê hoặc hắn ta không phải là kẻ có lòng dạ rộng rãi gì là một kẻ tiểu nhân chân chính có thù tất báo người có biết tề hoàng vì sao chậm chạp không lập hoàng chữ biết con không ai hơn cha là vì hoàng đế muốn lập hắn ta mà có lòng nghi ngờ không dám hạ quyết tâm hoàng đế lại sợ phế trưởng lập ấu sẽ gây nhiễu loạn cho nên mới thành cục diện hoàng chữ trống trải như hiện nay nếu ngươi không tin ngươi chờ xem đi ngươi đã đắc tội với kim vương kim vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Nghe nàng ta nói nghiêm trọng như vậy, như hữu đạo vẫn có vẻ chưa tin, chờ chờ nói. Ta xem tề hoàng đế rất rộng rãi, không phải người do dự không quyết đoán. Nếu như ông ta biết bản tính của đứa con trưởng, sao còn dung túng? Không phải dung túng, quản phương nghi than thở, ngài có điều không biết, việc tranh đấu ngôi vị hoàng đế các đời đều tràn ngập máu tanh. Hạo vân đồ thường vị cũng không ngoài lệ đó, lúc đó tiên hoàng băng hà, hoàng từ lập tức triển khai cuộc tranh cướp một mất một còn, khi đó ta ở ngay tề kinh cả nơi này có thể nói là máu chảy thành sông hạo vân đồ không thể địch lại bị trọng binh bao vây dưới một trận mưa tên mẹ ruột của kim vương hảo khải đã dùng thân thể đỡ thay cho hảo vân đồ cứu mạng hảo vân đồ bộ tầm thuyết phục duy trì ba phái trung lập được ba đại phái chống đỡ trong lúc cấp bách đã dẫn người chạy tới lúc đó mẹ của kim vương đã bị loạn tiễn bắn như nhím hảo vân đồ từ dưới thi thể của người phụ nữ đó bỏ ra máu của người đó nhuộm đẫm người hạo vân đồ hạo vân đồ ôm thi thể người đó khóc lớn nếu lúc ấy người phụ nữ đó không liều mạng cứu giúp nào có hạo vân đồ như ngày nay chuyện tới nước này lựa chọn ra sao hạo vân đồ quả thực lưỡng nan nghiêu hữu đạo chưa từng tưởng tượng được chuyện cũ như thế hỏi lẽ nào hắn ta dám đối nghịch với tổng quản đại nội quản phương nghi cả kinh cho nên ta mới khuyên ngài đừng về quận thanh sơn gì đó cái chỗ không khác gì tổ chim trong núi đó có gì hay mà về ở lại kinh thành đi ngài có bộ tầm làm chỗ dựa là người tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến việc kim vương có thể thượng vị hay không trước khi hoàng chữ chưa được xác định kim vương tuyệt đối không dám đắc tội với bộ tầm nhưng nếu ra khỏi kinh thành thì khó mà nói lực khống chế của giáo sự đài đối với bên ngoài khẳng định không nghiêm ngặt như tại kinh thành cho dù có người có thể xuống tay với ngài ai có thể chứng minh là do kim vương làm nghiêu hữu đạo theo như ngươi nói vậy ta cũng không thể ở lại đây cả đời mà không rời khỏi tề kinh chứ. Quản phương nghi, vậy thì có sao, ta cũng bao nhiêu năm chưa từng ra khỏi thành, có chuyện gì để người dưới đi làm là được rồi. Nghiêu hữu đạo, nếu ta vẫn chỉ là tên phế vật thu mình trong thành này, người thấy ta còn có thể được bộ tầm chống đỡ sao? chương 481, đánh trước là khôn hai. Quản phương nghi không nói lại được, lời của đối phương không phải vô lý. Trên thực tế, nàng ta cũng không rõ quan hệ thực sự giữa nghiêu hữu đạo và bộ tầm, Ngưu Hữu đạo lại hỏi Kim Vương có thể điều người của ba đại phái kia không? Quản Phương nghi cân nhắc một thoáng, khẳng định là có thể điều động, nhưng phải xem là chuyện gì. Chuyện đối nghịch với lão cha của hắn ta, ba đại phái chắc chắn sẽ không nghe. Ngài có bộ tầm chống lưng, điều động người của ba phái đi đối phó với ngươi là không thể. Ngưu Hữu đạo, thủ hạ của Kim Vương có tu sĩ của phe nào? Quản Phương nghi thân là hoàng tử, hắn ta chưa dám trắng trợn phát triển thế lực ở dưới tu hành của riêng mình ba đại phái sẽ là rào cản đầu tiên bề ngoài là ba đại phái nhưng ngầm dưới đáy chính là ngụy chữ nghiêu hữu đạo vậy ngụy chữ kia là người của thế lực nào quản phương nghi ngụy chữ vốn là một tán tu không thể nói là người của thế lực nào thế nhưng sau khi bám lấy kim vương lợi dụng sức ảnh hưởng của kim vương bồi dưỡng sức ảnh hưởng của mình trong giới tu hành cũng coi như là cống hiến cho kim vương người qua lại rất phức tạp nói cách khác muốn đối phó ta gần như chắc chắn là tên ngụy chữ này Nhiêu hữu đạo hỏi, gần như vậy, quản phương nghi gật gật đầu, ngụy chữ này tính tình rất bài ngoại. Vì duy trì sức ảnh hưởng của mình đến kim vương, gã diệt trừ toàn bộ những kẻ khác có ý đổ bám váy kim vương. Có điều, theo cách nhìn của ta, người này sớm muộn gì cũng chết uổng. Lệnh hồ thu à lên một tiếng, hỏi, giải thích thế nào, quản phương nghi, đạo lý rất đơn giản. Nếu kim vương có thể thượng vị, người của ba đại phái sẽ không cho phép những thế lực khác ảnh hưởng và khống chế kim vương bằng không sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ba đại phái tất nhiên là phải trừ bỏ gã nếu kim vương không thể thượng vị vậy kẻ thượng vị cũng sẽ gạt bỏ phe cánh của kim vương tất nhiên tên ngụy chữ này cũng đứng mũi chịu sao vì lẽ đó vận mệnh cuối cùng của ngụy chữ hầu như đã được định hiện tại gã cũng không thể rời khỏi kim vương hành động không khác nào dùng rượu độc giải khát đường sống duy nhất chính là xem xem gã có thể chạy thoát khi tai vạ đến nơi hay không đúng lúc này một nha hoàn đi tới mời quản phương nghi đi dùng bữa tối quản phương nghi liếc chéo nghiêu hữu đạo uốn éo giọng nói có muốn ta hầu hạ ngài ăn cơm không ta sợ bị ngươi độc chết nghiêu hữu đạo trêu chọc phất phất tay ý bảo nàng ta rời đi nhìn theo nàng ta đi nghiêu hữu đạo quay lại cười nhị ca hồng nương này còn xứng chức hơn người lái buôn như huynh nhiều biết cũng nhiều hơn huynh lệnh hồ thu cười khổ có thể so sánh sao nàng ta sống ở đây suốt mấy chục năm nếu còn biết ít hơn ta vậy những năm này nàng ta sống uổng rồi nghiêu hữu đạo đổi đề tài nhị ca huynh thấy ngụy chữ này thế nào lệnh hồ thu nghe ra thâm ý trong lời của hắn để có ý gì nghiêu hữu đạo đứng lên đối mặt với gã muốn mời nhị ca giúp ta một chuyện lệnh hồ thu nghi ngờ nói gấp cái gì nghiêu hữu đạo gần từng chữ đánh trước mới là khôn lệnh hồ thu không nói gì liếc hồng phất bên cạnh một cái do so dự hỏi để muốn diệt ngụy chữ nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu ý nhị ca như thế nào? Lệnh hồ thu nghiêm túc nói, kẻ này không dễ động, gã mượn uy thế kim vương, khẳng định đã lung lạc không ít cao thủ, muốn giết gã thực không dễ dàng. Một khi thất bại để lộ ra ngoài, giết người của kim phủ, e rằng cả bộ tầm cũng không tiện ra mặt bảo đảm cho đệ. Nghiêu hữu đạo, ta muốn thuận lợi rời khỏi đây thì nhất định phải chế tạo ra phiền toái ném cho phủ kim vương, để phủ kim vương không để ý tới ta. Giết chết ngụy chữ chính là biện pháp không thể tốt hơn. Hồng Nương đã kể tình huống rất ràng, ngụy chữ nắm giữ thế lực ngầm của Kim Vương. Gã vừa chết, Kim Vương nhất thời khó tổ chức mạng lưới nhằm vào người của ta. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để thoát thân, lệnh hồ thu dở khóc dở cười. Không phải ta không muốn giúp đệ, mà là ta lấy từ đâu ra năng lực này. Đừng nói ta, ở nước tề này, có mấy người dám động vào người của phủ Kim Vương. Đặc biệt là tâm phúc của Kim Vương, nhị ca quen biết rộng rãi, khi cần biện pháp có lẽ luôn có thể tìm được người thích hợp nếu cần tiền tài, ta có thể nghĩ cách. Nói đến đây, Nghiêu Hữu Đạo cầu khẩn, chắp tay nói. Nhị ca, việc đã đến nước này, ta đã không có lựa chọn nào khác. Việc này liên quan đến sự sống còn, hy vọng nhị ca không nên chối từ. Lệnh Hồ Thu chưa vội đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói để gã nghĩ lại, nói rằng đồng ý lỗ máng là không có trách nhiệm với Nghiêu Hữu Đạo. Nhìn theo Nghiêu Hữu Đạo rời đi, lệnh Hồ Thu than ngắn thở dài. Không phất bên cạnh cũng biết gã gặp khó khăn. Vào lúc này, Hồng tụ đi tới, dâng một tờ giấy, nhỏ giọng nói. Là tình huống về ngụy chữ, bên trên đã truyền về. Lệnh hồ thu lấy xem, xong đưa cho Hồng Phất, buông tiếng thở dài. Đúng là gần giống như Quản Phương Nghi nói, thậm chí nàng ta nói còn kỹ lưỡng hơn một chút. Hồng Phất xem xong liền nhìn tờ giấy trong tay thành cho bụi. Mắt thấy lệnh hồ thu lại thở dài. Ai, lúc trước muốn nhường nồi lẩu này cho Ngưu Lão Tam, hiện giờ Ngưu Lão Tam lại nhường lại cho ta. Hồng tụ kinh ngạc, chuyện gì vậy? hắn bảo tiên sinh giết ngụy chữ không phất thuật lại đại khái tình huống vừa nãy không tụ nghiêm nghị tâm phúc của kim vương há lại dễ động vào lệnh hồ thu hít mắt nói từ tình huống trước mắt mà xem ngụy chữ này không phải là không thể giết diệt gã đi ba đại phái rất khó có khả năng báo thù thay sau lưng gã không có thế lực nào khác thế nhưng phải làm đến mức thần không biết quỷ không hay bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng chém đứt một cánh tay của kim vương không phải việc nhỏ sẽ thay đổi cách cục chiều đường nước tề chưa nói đến chuyện sẽ dính dáng đến bố trí ngầm bên trong mà việc này căn bản không phải việc mà chúng ta có thể hoàn thành chỉ có thể để bề trên ra tay e rằng bên trên chưa chắc đã đồng ý làm chuyện như vậy động vào con của tề hoàng rất nguy hiểm không tụ vậy phải làm sao cũng vì ta thấy khó mà nếu ta không làm thì càng khó giữ chữ tín với nghiêu lão tam lệnh hồ thu ai thán quay đầu lại nói ta rất khó làm chủ chuyện này đưa tin cho bề trên để bề trên mau chóng quyết đoán trả lời. Một phòng bí mật, đèn đuốc mờ nhạt, trong phòng trống rỗng có đặt một chiếc bài dài, hai chiếc ghế dựa, một ngọn nến. Ánh lửa không nhúc nhích, quần áo hoa lệ, sắc mặt trầm tính, Ngọc Phương Hạo Hồng ngồi tĩnh lặng, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn như lão tăng nhập định. Ngọn nến đã cháy quá nửa, bỗng nhiên không biết gió từ đâu tới thổi ánh nến chập chờn, Hạo Hồng nhìn về một góc tường. Vù, mặt tường kia xoay chuyển, một người đeo đấu bồng đen đi vào. Hạo Hồng đứng dậy, Người đối diện đi tới, xốc mảnh che mặt, để lộ một gương mặt gầy gò và bộ dâu dê, chính là Ngụy Chữ. Cậu, Hạo Hồng chắp tay chào, mời Vương ra ngồi, Ngụy Chữ đưa tay ra hiệu. Sau khi hai người ngồi xuống, Ngụy Chữ lại hỏi, thời gian không có nhiều, nói tóm tắt, Vương Phi chạy đi gặp Nhiêu Hữu đạo rốt cuộc là vì chuyện gì? Hạo Hồng nói, là ý của Phụ Hoàng, muốn thương tuyết ảnh hưởng đến hắn, dựa vào hắn ảnh hưởng tới thương chiêu tông, vì xúc tiến song phương. Ồ, ngụy chữ không nhịn được kêu lên một tiếng hạo hồng hỏi cậu kinh ngạch cái gì ngụy chữ vuốt tròm dâu nói hóa ra nghiêu hữu đạo nói thật không giấu ta xem ra cũng thật sự không muốn đắc tội với kim vương nhưng kim vương lại không muốn tha cho hắn hạo hồng chớp chớp mắt lão đại muốn giết nghiêu hữu đạo ngụy chữ gật đầu không phải lại bảo cậu ra tay chứ nghiêu hữu đạo có quan hệ không rõ ràng với bộ tầm không thể làm loạn huống chi nghiêu hữu đạo này dường như cũng không dễ đối phó làm được hay không đều tốt cho cháu hắn ta càng lộ nhiều sơ hở càng có ích cho cháu mấy năm qua ta ở bên cạnh hắn ta chẳng phải chính là để cổ vũ tính khí bất thường của hắn ta hay sao bên ta dần đẩy hắn ta tới tuyệt lộ lại mượn tay hắn ta áp chế những hoàng tử khác cháu chỉ cần để ý làm một hiền vương là được ai hắn ta cũng nhờ vào phúc của mẹ hắn ta nếu không đã sớm bị lật tung lên rồi hiện giờ hắn ta cũng chỉ có thể từ từ mưu đồ để phụ thân cháu từng bước hài lòng với hắn ta Đúng rồi, bộ tầm gặp Nghiêu Hữu Đạo làm gì? Sao bộ tầm và Vương Phi Luân phiên ra trận tìm Nghiêu Hữu Đạo? Cháu không rõ, bộ tầm không nói, cháu cũng không hỏi nhiều. chương 482, người nói người vẽ. ngụy chữ cao mày suy tư, không nghĩ ra, sau đó đứng lên nói. Vậy cứ thế đi, ta về trước, Hạo Hồng vội đi theo, nói. Cậu, nhiều năm nay mẫu hậu vẫn luôn nhớ cậu. Hôm qua mẫu hậu còn lặng lẽ nói với cháu, muốn gặp mặt cậu một lần, để thỏa lòng nhung nhớ đau khổ, Ngụy Chữ xua tay nói, không muốn gặp, trước khi việc lớn chưa thành, quyết không thể gặp lại. Cháu nói cho mẹ cháu, sau này không được nhắc tới ta, coi như người ca ca như ta không tồn tại. Lực khống chế của giáo sự đài trong kinh thành không phải thứ mà ta và cháu có thể thăm dò. Một khi lộ ra tiếng gió, toàn bộ lòng căm ghét của phụ thân cháu bao năm qua dành cho Kim Vương sẽ chút hết xuống đầu cháu, sẽ coi cháu là kẻ cầm đầu. Hậu quả đó bao lớn, ta và cháu đều không gánh nổi, mẹ cháu cũng không gánh nổi tâm huyết bao năm qua sẽ lụi tàn theo lửa, cháu hiểu chưa? Hạo hồng khom người chắp tay, cung kính nói. Vâng, cháu nhớ rồi, mây đen mờ trăng, nửa kín nửa hở, dế kêu góc tường, khi gần khi xa. Trong sân nhà nơi quản phương nghi ở, ánh sáng đèn lồng chiếu qua song cửa. Nghiêu hữu đạo đạp trăng đi tới, bị ngăn lại ở cửa vào. Nghiêu hữu đạo cười hỏi người chặn đường, có phải vẫn chưa biết chủ của phù phương viên này là ai? Muốn ta bảo hồng nương đá các ngươi ra khỏi phù phương viên bảo vệ ở cửa nhìn nhau một người đứng lại giữ cửa một người mau chóng vào bên trong thông báo nghiêu hữu đạo mặc kệ cứ thế xông vào bảo vệ còn lại không cản được mà không cản cũng không được nghiêu hữu đạo không để ý đến tâm tình của người nọ vào lúc này tâm tình của rất nhiều người đang rối loạn hắn không thể chu toàn hết được người đi thông báo quay lại đi sượt qua nghiêu hữu đạo rồi quay đầu lại lạnh lùng nhìn theo bóng lưng nghiêu hữu đạo trong cửa phòng đóng chặt một nha hòa cấp tốc đóng cửa đứng chặn ở ngoài, cuống cuồng nói. Tiên sinh, chủ nhân đang tắm, xin ngài chờ một chút. Nghiêu hữu đạo hít một hơi, quả nhiên có mùi tắm rửa thơm ngát, hẳn là không lừa người. Chỉ là, không biết người phụ nữ đến kỳ này định bắt mình đợi bao lâu, hắn lớn tiếng reo lên. Hồng nương, cho ngươi một khắc, một khắc sau ta sẽ xông vào. Bên trong lập tức vang lên tiếng chửi rủa của quản phương nghi. Lão nương vừa mới ngâm vào nước, một khắc không đủ, chờ đó. Ngươi nói không tính, Nghiêu Hữu Đạo đáp lại, xoay người đi tới đỉnh viện, ngẩng đầu thưởng thức trang giả đang bị mây đen che mất. Khốn kiếp, trong phòng lại vang lên tiếng chửi bới nhỏ, mặc dù không chỉ mặt gọi tên ai, nhưng người bị mắng và người mắng đều biết là ai. Nha Hoàn giữ cửa khẩn cấp nhìn chằm chằm vào Nghiêu Hữu Đạo. Quản Phương Nghi vẫn phải đúng giờ, chưa tới một khắc đã mở cửa đi ra. Hai nha hoàn mang bồn tắm lớn đi ra, tóc dài xóa sau lưng, Quản Phương Nghi tới cạnh Nghiêu Hữu Đạo đang đứng chắp tay nhìn hắn ngẩng đầu nhìn trăng mà không động lòng nhìn mình, hỏi. Chuyện gì, Nghiêu Hữu Đạo hơi ngửa ra sau, nhưng đầu ghé sát vào thân thể nàng ta ngửi một cái. Thơm thật, người mùi biết mỹ nhân, dùng hương liệu gì vậy? Một câu người mùi biết mỹ nhân đã chọc quản phương nghi cười ha ha, nói. Từ ngươi đoán coi, Nghiêu Hữu Đạo, bên quận Thanh Sơn có sẵn các nguyên liệu, trở về quận Thanh Sơn, ta sẽ chuyển nước hoa cho ngươi, vẩy lên người thơm ngát, đảm bảo ngươi yêu thích. Quản Phương Nghi không tin, vẻ khinh bỉ nói. Chờ ngươi sống sót trở về rồi hãng nói. Nghiêu Hữu đạo xoay người, lôi cánh tay xoay nàng ta lại, thuận thế đặt tay lên lưng nàng ta, đẩy nàng ta đi tới. Vào phòng nói, đừng tái máy chân tay. Quản Phương Nghi nghi hoặc xoay người, đẩy tay hắn ra. Nghiêu Hữu đạo chống kiếm làm nặng, cười đi trước một bước vào phòng nàng ta. Vào trong phòng, hắn nhìn chung quanh, trong phòng còn thoang thoảng mùi tắm rửa sót lại. Quản Phương Nghi cùng đi vào ngươi tốn công như vậy không phải muốn ngủ cùng ta thật đó chứ nghiêu hữu đạo đi dạo một vòng trong phòng nàng ta nói tinh xảo thanh nhã trang hoàng giản dị rất có phong cách không hợp với thanh danh của ngươi quản phương nghi nhếch môi đừng lòng vòng nói rõ đi vì sao nhắm chằm chặp vào ta không bỏ nghiêu hữu đạo đi tới trước nàng ta chống kiếm trước người trêu không phức tạp như thế đúng là muốn ngủ chung với ngươi quản phương nghi xì một tiếng nói muốn ngủ với ta cũng được nhưng phải làm theo quy định của ta. Ngưu Hữu đạo hứng thú nói, quy định gì, nói nghe thử. Quản phương nghi, phải có bản lĩnh ngủ với ta. Ngưu Hữu đạo, bản lĩnh gì, quản phương nghi, nếu ngươi có thể làm cho ta không thể nào từ chối, có thể cứng rắn đẩy ngã ta, đó là bản lĩnh của ngươi. Nếu không có khả năng, dù sao cũng phải đưa ra được mấy thứ. Ta thích nam giới có tài hoa, thí dụ như cầm kỳ thư họa. Nếu có thể làm ta thỏa mãn, ta sẽ tùy ngươi. Nghiêu hữu đạo cười hỏi, tiêu chuẩn làm người thỏa mãn là gì? Quản phương nghi tới giường, xoay người hất mái tóc dài, ngồi xuống, chết hai chân. Tiêu chuẩn của ta phân ra ba bậc thượng trung hạ, thượng đẳng tất nhiên là ngủ cùng ngươi, trung đẳng chỉ có thể ngủ dưới đất, hạ đẳng thì cút ra ngoài. Nghiêu hữu đạo như cười như không nói, xem ra tiêu chuẩn tốt hay xấu đều do ngươi nói. Nếu ngươi không muốn để người khác chiếm tiện nghi của ngươi, lại không muốn đắc tội người ta, vậy đại khái chỉ có thể ngủ dưới đất nhưng người bên ngoài có ai có thể phân rõ ràng người nói phải hay không quản phương nghi đột nhiên nhìn hắn nghiêu hữu đạo xoay người đi tới cửa trước tiên đóng cửa lại sau đó quay lại ngồi trên giường của nàng ta hắn ngồi cạnh nàng ta nhỏ giọng trong này nói chuyện bên ngoài không nghe được chứ ta không gọi tất nhiên không ai nghe được quản phương nghi quay sang đánh giá hắn ngươi lén lén lút lút vậy là định làm gì nghiêu hữu đạo tung một tờ giấy từ trong tay áo ra chính là giấy bán thân của nàng ta Hắn đưa cho nàng ta nhìn, sau đó vò thành cục, bóp thành vụn. Quản Phương nghi hơi bất ngờ, nhíu mày nói: "Đừng tưởng làm như vậy có thể làm cho ta mang ơn. Bây giờ bên ngoài đều biết, có tờ giấy này hay không cũng chẳng có ý nghĩa. Chí ít cũng không thể tùy tiện bán đứng người kiếm lợi. Nếu tâm ngươi không ở bên phía ta, giữ tờ giấy này quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì." như Hữu Đạo nói xong liền nhìn nàng ta, nghiêm túc nói: "Trước khi về quận Thanh Sơn, ngủ chung với ta, đừng hiểu lầm." không phải ngủ cùng giường. Ta không hứng thú với ngươi, ta có thể ngủ trên mặt đất. Một câu không hứng thú với nàng ta khiến khóe miệng quản phương nghi giật giật. Còn muốn về quận Thanh Sơn, ngươi về nổi sao? Nghiêu hữu đạo hỏi, nếu ta diệt ngụy chữ thì có thể thoát thân không? Quản phương nghi cả kinh, ngươi điên rồi, ông ta dễ động vào lắm sao? Không nói ông ta là tâm phúc của Kim Vương, mà ông ta sống được đến lúc này sao có thể dễ giết? Đối thủ của Kim Vương cũng đã sớm ra tay, chưa tới phiên ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn lại lôi ta xuống nước. Như hữu đạo không đề cập tới chuyện này nữa, hỏi. Bà chủ của Bạch Vân Gian là Tô Chiếu, ngươi có biết không? Quản phương nghi run lên, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đừng làm bậy, ta còn muốn sống thêm mấy năm. như hữu đạo hỏi, ngươi có biết Tô Chiếu hay không? Quản phương nghi, đương nhiên biết, gặp nhiều lần rồi. Ngươi hỏi cô ta làm gì? như hữu đạo, ngươi nhớ kỹ dung mạo của cô ta không? Quản phương nghi, phí lời, ta lại chẳng mù. như hữu đạo lập tức đứng dậy, tới trước bàn, lấy một quyển giấy trắng trong ống tay, mở trên bàn, tùy tiện cầm một thứ trên bàn làm cục chặn giấy. Quản phương nghi hiếu kỳ, đến gần xem, hỏi, người định làm gì, như hữu đạo lấy một chiếc bút than đã chuẩn bị từ trước. Dạng khuôn mặt của cô ta như thế nào, mặt tròn trứng ngỗng, quản phương nghi vừa mới nói xong, như hữu đạo đã lạch xoạch vẽ vẽ, mau chóng vẽ một đường viền trứng ngỗng trên giấy. Quản phương nghi kinh ngạc, lần đầu tiên thấy cách vẽ như vậy, lại nghe Nghiêu Hữu Đạo hỏi. Bình thường cô ta để kiểu tóc nào? Đại khái hiểu ý của hắn, Quản Phương nghi đáp, là kiểu búi tóc bình thường của phụ nữ, không có gì đặc biệt. Nàng ta nói, hắn họa, một hỏi một đáp, chương 483, sau này ta ngủ trên giường, người ngủ dưới đất. Càng xem càng thấy mới mẻ, sau một lát đã không cần hỏi lại. Nàng ta ở bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở, lông nghi dài hơn chút, mắt lớn hơn chút, gò má tròn hơn chút, một lúc sau không ngừng vẽ vẽ sửa chữa chân dung nữ tử bức vẽ hoàn thành chỉ là có vài chỗ bị chùi đen thui không ra dáng nghiêu hữu đạo kéo một tờ giấy đặt lên trên lại vẽ một lần nữa bút pháp rất mau nhanh chóng vẽ ra một bước chân dung sạch sẽ vẽ xong nghiêu hữu đạo tránh sang mời nàng ta lại xem nhìn xem thế nào có giống không không có nhiều khác biệt chứ quản phương nghi khẽ gật đầu giống chín phần đại khái là dáng vẻ này chỉ thiếu chút thần vật ta nói Ngươi dùng cách vẽ gì vậy? Hai mắt nàng ta tỏa sáng, giống là tốt, như hữu đạo lấy lên ngắm một chút, lòng cảm khái. Vốn là phải gặp viên cương rồi mới vẽ, nhưng mà hai người không thể nào gặp, cũng không dám gặp. Thực ra, coi như không vì bước chân dung, hắn cũng muốn gặp viên cương. Hắn tin viên cương cũng muốn gặp hắn, nhưng kinh nghiệm bằng máu từ kiếp trước đã cho họ biết, tình huống này không cho phép gặp. Sau này người tự vẽ, nhất định có thể bù đắp phần thần vận thiếu kia có muốn ta vẽ cho ngươi một bức? Nghiêu hữu đạo miết bức chân dung trong tay, hỏi, muốn, đôi mắt quản phương nghi sáng rực lên, gật gật đầu, bỗng cảnh giác nói. Không có điều kiện đấy chứ, thông minh, hai điều kiện, điều kiện gì, sau này ta ngủ trên giường, người ngủ dưới đất, người còn có phải đàn ông hay không, điều kiện thứ hai đâu, cho người gọi trầm thu đến đây, đây là điều kiện thứ hai, người có đồng ý hay không, không đồng ý ta không vẽ, một bức tranh của ta giá trị 10 vạn đồng vàng. Trời mới tin, quản phương nghi lườm hắn, có điều vẫn bước ra mở cửa, cho người gọi Trầm Thu tới. Chốc lát sau Trầm Thu tới, Nghiêu Hữu Đạo gọi anh ta vào, giao bức vẽ chân dung kia cho anh ta, nhỏ giọng dặn. Lập tức phát vật này về nhà, bảo trong nhà chuyển tới châu Bắc. Căn dặn một phen, Trầm Thu yên lặng gật đầu, sau đó cầm đồ vật mau chóng rời đi. Quản phương nghi khinh bỉ nói, lén lén lút lút, vừa nhìn đã biết là làm chuyện xấu. Ngươi nhầm vào tô chiếu làm gì? ta đã nói với ngươi, sau lưng cô ta có đại vương Tây Việt. Vị vương gia kia thuộc dòng dõi hoàng thất, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nghiêu hữu đạo đóng cửa, quay lại hỏi, ngươi còn muốn vẽ hay không? Quản phương nghi lập tức tới bàn trang điểm, ngồi trước bàn, cầm lược. Ngươi chờ chút, ta chỉnh trang một chút, tóc tai bù xù như con mụ điên. Không cần, cứ vẽ như vậy, như vậy sao được, khó coi chết, ta nói được là được, ngươi già thì cũng già rồi, dung mạo không còn ý vị phong tình tin ánh mắt của ta không sai đâu nghiêu hữu đạo quản phương nhi nổi giận quay đầu lại căm tức la lên ngươi vẽ hay không ngồi lên giường đi nằm nghiêng cuối cùng quản phương nhi vẫn bị hắn giao động ngồi lên giường nằm nghiêng dưới sự điều khiển của nghiêu hữu đạo một tay nàng ta chống đầu co chân thể hiện tư thái phong tình trêu đùa khiến người phụ nữ này giận dữ nhưng dù bất mãn vẫn nghe lời bố trí nghiêu hữu đạo lại lấy lư hương nhỏ trong phòng tới nhóm lửa đặt trước mặt nàng ta bày dáng vẻ nằm nghiêng thưởng thức mùi hương. Sau đó bê bàn vẽ tới trước giường, bắt đầu vung bút vẽ. Nằm nghiêng không động đậy, quản phương nghi ban đầu còn chờ mong, sau một lúc đã trở đến phát chán, gọi. Này, Nhiêu Hữu Đạo, Nhiêu Hữu Đạo đang vẽ, trả lời, có nô bộc dám gọi tên húy của chủ nhân vậy sao? Quản phương nghi cười gần, giấy bán thân không còn đâu, Nhiêu Hữu Đạo. Ngươi không sợ ta vẽ ngươi thành bà lão già nua thì cứ thử. Ngươi, quản phương nghi nổi giận, Nghiêu hữu đảo, đừng nhúc nhích, để về nguyên tư thế. Đang muốn nổi giận, người phụ nữ lập tức kêu ạc ạc, nghiến răng nghiến lợi điều chỉnh tư thế, oán giận nói. Sau này gọi ngươi là Nghiêu đại gia đã được chưa? Nghiêu hữu đảo, miễn, gọi như mấy người bên lệnh hồ thu đi, gọi đạo gia là được. Xì, si, như ông cụ non, quản phương Nhi cười gần, Nghiêu hữu đạo dừng bút, hỏi, ngươi gọi hay không? Quản phương nghi eo éo giọng nói, đạo gia, ngươi hài lòng chưa? Nghiêu hữu đạo, có thể nói bình thường chút không? Hiền dịu chút, quản phương nghi lập tức đổi giọng yểu điệu, diễu cợt nói. Đạo gia, như hiểu đạo ha ha lắc đầu, gọi kiểu này đúng là hợp với danh tiếng của ngươi. C, si, quản phương nghi xem thường, đổi đề tài về việc chính. Nói chuyện chính đi, ngươi không được sằng bậy chuyện ngụy chữ. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta xuống nước, như hữu đạo, ngươi sợ ta thất bại. Quản phương nghi, chỉ bằng các ngươi đã muốn giết ông ta đừng đùa nghịch kim vương là con trưởng của hoàng đế trong triều có rất nhiều đại thần tán thành nguyên tắc trưởng ấu phải theo thứ tự một lòng hướng về hắn ta nếu tự ý ra tay với người của vương phủ xảy ra chuyện bộ tầm cũng không bảo vệ được ngươi nghiêu hữu đạo không dừng tay hững hờ nói ta không giết được ông ta tất nhiên có người có thể quản phương nghi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi ai nghiêu hữu đạo không giấu giếm quả quyết nói lệnh hồ thu gã ta quản phương nghi ngửa đầu cười lớn ngươi đang đùa chỉ với ba người chủ tớ đó có thể làm gì được ngụy chữ ngươi có tin rằng chỉ tới gần ngụy chữ cũng là điều khó khăn hay không ngươi cho rằng ngụy chữ chỉ đi lại một mình dễ ra tay lắm ngưu hữu đạo nếu là hiểu nguyệt các thì sao quản phương nghi sửng sốt thuê sát thủ của hiểu nguyệt các ta có thể nói cho ngươi đơn hàng như ngụy chữ là hiểu nguyệt các chưa chắc sẽ nhận loại người có thân phận như ngụy chữ tuyệt đối có cái giá trên trời ngưu hữu đạo thình lình ném ra một câu lệnh hồ thu rất có thể là người của hiểu nguyệt các sắp xếp bên cạnh ta. Quản phương nghi chấn kinh, bỗng nhiên bò dậy, khó tin nói. Gã là người của hiểu nguyệt các, nghiêu hiểu đạo dừng bút, ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu. Nằm xuống, bày thế như trước, lần này, nàng ta quả thực cam tâm tình nguyện, đàng hoàng, không một lời oán giận nằm lại chỗ cũ, kéo quần áo một chút, điều chỉnh vị trí và tư thế như vừa nãy, giọng nói hạ xuống mấy phần. Hiểu nguyệt các xếp người vào bên cạnh ngươi, tình huống này là sao? Ngươi đáng cho hiểu nguyệt các hậu đãi như vậy. Bút than tiếp tục hạ xuống giấy, vẽ sột soạt. Có vài việc ta chưa thể xác nhận, nhiều lời vô ích, biết quá nhiều không có lợi gì cho ngươi. Hôm nay tìm tới ngươi là muốn nói cho ngươi, ta bảo lệnh hồ thu đi giết ngụy chữ, đã ép gã vào tuyệt lộ. Quản phương nghi chừng mắt nhìn, nói vậy là sao, như hữu đạo có vẻ như vẫn chú ý vào bức vẽ trên giấy, hờ hững nói. Gã không giết ngụy chữ thì phải giết ta, nếu không có cơ hội giết ta, gã cũng chỉ có thể đi giết ngụy chữ. Đương nhiên, ta sẽ không cho gã cơ hội đó, cho nên gã chỉ có một lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải ngủ cùng phòng với ngươi, dùng chuyện ân ái nam nữ để che giấu. Ngươi và ta có tầng quan hệ này ngoài sáng, sau này hành vi của ngươi mới hợp tình hợp lý. Quản phương nghi ngờ vực, nghĩ mãi vẫn không tin được. Không chờ nàng ta mở miệng hỏi, như hữu đạo tiếp tục nói. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta không chỉ phải ngủ chung ngươi nhất định phải mang theo người đáng tin đi theo sát ta không được cho ta lạc đàn đi một mình không được cho gã cơ hội ra tay trong kinh thành này gã không dám hành động ngang nhiên chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có người bảo vệ bên cạnh ta gã sẽ không tìm được cơ hội ra tay gã không xuống tay được với ta thì cũng chỉ có thể tiếp tục giữ lời với ta để đạt mục đích gã chỉ có thể đi giết ngụy chữ nội tâm quản phương nhi vô cùng chập trùng nghiêu hữu đạo đạo gia rốt cuộc tại sao rốt cuộc các ngươi đang chơi trò gì vậy? Đừng dọa ta, người như ta không chịu nổi sóng to gió lớn đâu. Ta nghe mà cũng phát sợ, Ngưu Hữu đảo, sau này ngươi sẽ biết, hiện tại có hỏi thêm cũng vô nghĩa, ngươi chỉ cần để ý làm theo lời ta là được, ngươi yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 484, ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi. Quản Phương Nghi, ngươi dám tín nhiệm ta như thế, không sợ ta đi mật báo? Ngưu Hữu Đạo hơi liếc nàng ta, sau đó lại nhìn xuống tranh vẽ giang hồ ngựa phi gió cũng được mưa cũng xong có lúc thuận buồm xuôi gió cũng có lúc gió thảm mưa sầu ta cũng chỉ có thể thẳng đường mà tiến nếu không có ba phần bản lĩnh ta đã chẳng dám đi đường này một mình ta trong hiểm cảnh đi đến một bước này đã không thể lui được nữa bên cạnh ta tạm thời không có có thể dùng được mà nếu đã tìm đến ngươi thì cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cũng sẽ không cho ngươi có lựa chọn nào khác hôm nay ta thẳng thắn nói cho ngươi biết đó là ta đã giao cái mạng này cho ngươi chờ xem ngươi tận tâm tận lực hoàn thành kẻ như ta tuy chẳng phải chính nhân quân tử cũng không nói cái gì công đạo nhưng giảng đạo nghĩa ngươi giúp ta một chút sức lực ta trả ngươi một tương lai đẹp đẽ nếu ngươi dám phản bội ta tự ngươi cũng biết ngươi không dám rời khỏi kinh thành này không sợ bộ tầm tìm giết ngươi vậy ngươi cứ thử xem ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm chuyện cũng giống như hắn nói hiện tại hắn thật sự đã một mình hãm hiểm cảnh hắn vừa phải nghĩ cách giữ mạng, vừa phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ bên quận Thanh Sơn. Nhìn bề ngoài, hắn thảnh thơi nhàn nhã, thong dong dạo phố, còn có nhã hứng đùa giỡn bà già này. Thế nhưng, tình cảnh chân thực của hắn quả là vô cùng gian nan. Từ lúc tới Tề Kinh, chuyện này nối tiếp chuyện kia, mỗi chuyện đều không thể do hắn làm chủ, hoàn toàn thân bất do so kỷ, bước bước kinh tâm. Đổi lại là người khác, chắc kẻ đó đã sớm bị giết chết từ đời nào. Bên cạnh có sói ác nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể cho hắn một nhát chí mạng. Tề kinh này bây giờ với hắn mà nói, nó chưa bại lộ gương mặt giữ tợn chân chính, nhưng cũng đã là một vòng xoáy khổng lồ, không cẩn thận lập tức sẽ bị nuốt sống, có thể nói nội ưu ngoại hoạn. Bên cạnh không có ai có thể giúp đỡ, cũng không ai cho hắn dùng. Năng lực của viên cương đối với thế giới tu hành chỉ có hạn, để viên cương cuốn vào đó là làm hại hắn ta. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình để đọ sức. Chuyện đã đến nước này, không phải là ước nguyện của hắn. Tình cảnh của hắn bây giờ đúng là vô cùng khó khăn, phi thường gian nan. Hắn có thể tìm đến quản phương nghi không phải là không có nguyên nhân, không phải nhàn đến phát chán. Ta trêu chọc ai chứ? Ta không hiểu ngươi muốn làm gì, ngươi đã kéo ta xuống nước. Ngươi tìm ai không được, làm gì cắn vào ta không nhả? Quản phương nghi bi phẫn, như hữu đạo nhìn chằm chằm bức vẽ, tay vung vẩy, ngữ khí ôn hòa. Kinh thành này chính là một lồng chim, ngươi chính là con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng đó, nhiều năm nay ngươi không chỉ một lần thử bay lượn tự do, nhưng kinh thành này không cho ngươi cơ hội bay. Ngươi cam tâm vĩnh viễn bị nhốt như vậy cả đời sao? Bây giờ ngươi còn có thể bán nụ cười, còn có thể đung đưa bộ ngực, có thể đong đưa vòng eo, uốn éo bờ mông để lôi kéo ánh nhìn của người ta. Thực sự đến lúc nụ cười không còn, lộ ngực lộ mông cũng không nổi nữa, mà ngươi không có thế lực của mình, đến lúc đó kinh thành này chính là mãnh thú ăn tươi nuốt sống, sẽ không chút lưu tình mà cắn vào cổ ngươi, gặm ngươi sạch sẽ không còn chút cạn. Ngươi cho rằng chút gia sản mà ngươi tích góp có thể là của ngươi. Mỹ nhân xế chiều, anh hùng đầu bạc là thê lương nhất. Cần gì phải chờ đến ngày đó, nhận hết sỉ nhục, khinh bỉ, lại nhớ chuyện năm xưa, phải tính toán sớm đi. Quản phương nghi cười khổ, tự ngươi cũng khó bảo toàn bản thân, theo ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì. Chỉ ít ta có thể cho ngươi sống tốt, để ngươi không uổng đời này. Nghiêu hiểu đạo dứt lời, chớp mắt phứt bút đi, lật giấy, hai tay kéo căng, trải ra cho nàng ta xem tranh người phụ nữ trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tranh chậm rãi ngồi dậy đi tới trước bức tranh tay run run đụng vào tranh biểu hiện cực kỳ kích động người phụ nữ trong tranh lười biếng nằm nghiêng bên giường mái tóc xóa trông rất sống động bộ ngực mềm của nàng nửa hở rất quyến rũ tư thái thoái mái tự do lười biếng thưởng thức hương thơm rất có ý cảnh nàng giống như nữ thần trong khói hương lượn lờ người phụ nữ trong tranh không nếp nhăn khí chất phong vận trẻ chung hơn nhiều chân chính phong hoa tuyệt đại nổi trên trang giấy là một giai nhân vô cùng sống động. Sướng sờ nhìn mình lúc trẻ, quản phương nghi che miệng, mắt lấp lánh ánh lệ, giọng run rẩy nói. Người cố ý vẽ ta lúc trẻ, ta bây giờ có đẹp như thế không? Như hữu đạo đi tới bên người nàng ta, đặt bức tranh lên bàn, mặc nàng ta thưởng thức, nói bên tai nàng ta. Người vốn đã rất đẹp, bức tranh này chính là dựa vào người vẽ ra. Chim nhốt trong lồng, có đẹp cũng chỉ có thể xem nó rụng lông mỗi ngày trong đó, luôn có ngày khiến người ta nhìn phát chán. Cuối cùng nó sẽ thét lên một tiếng trong gầy yếu và ngã xuống trong lòng, trong con mắt của người khác, ngã thật sự rất xấu. Rời khỏi lồng sắt, đi theo ta, bên ngoài trời đất bao la, trời cao biển rộng, non xanh nước biếc, có thể dương cánh bay lượn, có thể cất tiếng ca vui, có thể chết già trong núi, ngã vào khóm hoa rực rỡ, dù chết cũng đẹp. Ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi. Lời hứa hẹn của ta đáng tin cậy hơn lời nịnh nọt của lũ đàn ông kia. Vai run rẩy, quản phương nghi khóc nức nở, nước mắt mơ hồ nhìn bức tranh kia lắc đầu, thì thào. Đẹp quá, lã trã rơi lệ, gào khóc, ngày mới, một con kim xí xuyên qua ánh bình mình, đáp xuống đỉnh viện. Chỉ chốc lát sau, Hồng Phất mở cửa đi vào, tới chỗ lệnh hồ thu đang khoanh chân ngồi, nói. Tiên sinh, bên trên đã đáp lại chuyện ngụy chữ, lệnh hồ thu khép hờ mắt, gần như đang hồn du thiên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Nói thế nào, Hồng Phất, giết ngụy chữ rất phiền phức, liên lụy lớn. Bên trên nói, không tiện, Ý của bên trên là, việc đã đến nước này, không cần kéo dài, trực tiếp dùng khổ thần đan, ép nghiêu hữu đạo thổ lộ chân tướng. Lệnh hồ thu mở bừng hai mắt, hai tay xoay tròn, hai tay chắp trước ngực chậm rãi ép xuống dưới. Dùng khổ thần đan không thể quay đầu, nghiêu hữu đạo không dễ khống chế như vậy, chúng ta sẽ bại lộ. Không phất, ý của bên trên là, nếu nghiêu hữu đạo không có quan hệ với vật kia, dùng khổ thần đan xong lập tức diệt khẩu. Nếu nghiêu hữu đạo thật sự biết, thu được tin tức xong cũng diệt khẩu. Nói chung, không được người ta biết chuyện có quan hệ đến tổ chức. Lệnh hồ thu, chẳng may thật sự có quan hệ đến triệu hùng ca, ba người chúng ta phải làm sao. Còn về quan hệ giữa hắn và bộ tầm cũng chưa rõ ràng. Không phất, vì vậy không thể để người khác biết chuyện liên quan đến tổ chức. Ý của bên trên là, sau này chúng ta triệt để mai danh ẩn tích, không lộ diện nữa. Nếu đồ vật ở trên tay triệu hùng ca, tổ chức sẽ nghĩ biện pháp ra tay với y, không cần chúng ta bận tâm. Lệnh hồ thu cười khổ, nói cách khác qua lần này xong chúng ta sẽ không còn tác dụng gì như hữu đạo vừa chết chúng ta bỏ trốn không phải chúng ta làm cũng là do chúng ta sợ rằng khó mà gặp ánh sáng được nữa không phát hiểu tâm trạng của ông ta ông ta nói như vậy chẳng khác nào mất đi tự do hoàn toàn không có lợi cho ba người bọn họ nhưng việc này không phải do bọn họ ở trên khẳng định đã cân nhắc lợi hại vì thế bọn họ mới đưa ra quyết định này huống chi mọi chuyện còn chưa chắc chắn nếu sau này tất cả rõ ràng hết thảy đều không liên quan đến triệu hùng ca. Mối quan hệ giữa nghiêu hữu đạo và bộ tầm có lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng cần mai danh ẩn tích. Thiên ngọc môn cũng không đến mức vì cái chết của người không phải trong môn phái mà sống chết với chúng ta. không Phất khuyên một câu, lệnh hồ thu đứng dậy, thở dài, thật ra có một số việc ta nghĩ mãi không ra. Ta không rõ vì sao bên trên lại vì cái vật đó mà nhiều năm không buông, chết cũng không thả. Chỉ có một thứ trong tay, có tác dụng gì chứ? Chương 485, Cô Nam Quả Nữ một Không phất nói, tiên sinh, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Bên trên đã đưa ra mệnh lệnh như thế, chúng ta chỉ có thể thi hành. Lệnh Hồ Thu chắp tay, bước qua bước lại trong phòng, về phần ra tay như thế nào, chúng ta phải suy tính thật cẩn thận. Nếu chúng ta gây ra động tính quá lớn, khiến pháp sư kinh thành nước Tề chú ý, phiền phức sẽ rất lớn đối với chúng ta. Không phất nói, bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất. Bên cạnh hắn không còn ai bình thường nói chuyện, giải trí với tiên sinh cũng chẳng phòng bị gì. Chúng ta hạ thuốc hắn trước, sau đó cho hắn dùng khổ thần đan, sẽ không gây ra bất cứ động tính gì. Nhắc đến việc Nhiêu Hữu Đạo hoàn toàn không đề phòng ông ta, xét theo một trình độ nào đó, Nhiêu Hữu Đạo tin tưởng ông ta. Bây giờ ông ta lại muốn hạ độc thủ với Nhiêu Hữu Đạo, suy bụng ta ra bụng người, lệnh hồ thu ít nhiều có chút áy náy, lắc đầu than nhẹ, hai, lão đệ, ta đành có lỗi với đệ. Lúc này, Hồng tụ bưng chậu rửa mặt đến, nói tiên sinh, rửa mặt đi. Nói xong, nàng ta đổ nước vào trong chậu. Lệnh hồ thu hỏi, hắn còn chưa ra ngoài sao? Hồng tụ đáp, hắn vẫn chưa ra ngoài. Thuộc hạ có thể xác định hắn đã qua đêm trong phòng của quản phương nghi. Lệnh hồ thu nhăn mặt, khóe miệng co quắp, tên nhóc này đúng là có nhã hứng. Khẩu vị nặng thật, hồng tụ, hồng phất nhìn nhau, tất nhiên hiểu lệnh hồ thu có ý gì. Quản phương nghi và nghiêu hữu đạo chẳng phải là đứa bé ba tuổi cô nam quả nữ ở chung một phòng lại còn qua đêm còn có thể làm gì chứ ngoài mấy chuyện kia chứ thật ra nam nữ hoan ái cũng là chuyện bình thường quan trọng là tuổi tác giữa quản phương nhi và ngưu hữu đạo tranh lệch quá nhiều cho dù là ai cũng sẽ cảm giác là lạ vì thế không ai trong số bọn họ tán thành khẩu vị của ngưu hữu đạo vừa nghĩ đến ngưu hữu đạo thường xuyên có ý với hai chị em họ toàn thân cả hai đều nổi gai ốc động tính bên ngoài khiến cho quản phương nhi đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa phải mở mắt ra một tấm mền gấm trải trên mặt đất bà ta khoanh chân ngồi phía trên còn nghiêu hữu đạo thì khoanh chân ngồi trên giường theo ước định trước đó bà ta ngủ dưới đất hắn ngủ trên giường một đêm trôi qua nước sông không phạm nước giếng bà ta đứng dậy ôm lấy chân mền liếc mắt nhìn nghiêu hữu đạo đột nhiên ném đống chăn đó về phía hắn nghiêu hữu đạo đang nhắm mắt chợt mở một con một cánh tay vung lên đánh văng đống chân mền mới sáng sớm mà ngươi nổi điên gì vậy nghiêu hữu đạo chậm rãi nói một câu sau đó đứng dậy quản phương nhi cười lạnh để phụ nữ ngủ dưới đất ngươi còn có phong độ đàn ông hay không nghiêu hữu đạo cười nói tuổi của ta còn nhỏ ngươi nhường nhịn cũng là chuyện bình thường mà ý của ngươi là ta già quản phương nhi trừng mắt sau này ngươi ngủ dưới đất ta ngủ trên giường nghiêu hữu đạo hỏi làm người thì phải giữ chữ tín tại sao ngươi nói mà không giữ lời vậy quản phương nhi hỏi lại ta nói không giữ lời đấy ngươi làm gì được ta vẽ cho ngươi xong ngươi liền trở mặt ngươi tính qua sông đoạn cầu à như hữu đạo lắc đầu chật chật hai tiếng quay sang nhìn cái giường ta thấy giường này cũng rộng lắm hai người ngủ chắc không thành vấn đề dù sao ta cũng không chê nếu không chúng ta chen nhau nằm cũng được ngươi nghĩ hay lắm đàn ông chẳng có tên nào tốt cả quản phương nghi khinh thường nói một câu nhưng nhớ đến bức tranh tối hôm qua ánh mắt bà ta hòa hoãn lại không ít tâm trạng cũng trở nên mềm mại chỉ là ngoài mặt nhìn không ra bà ta bước đến trước bàn trang điểm ngồi xuống nhìn vào tấm gương phía đối diện nghiêu hữu đạo ung dung bước đến sau lưng bà kiếm đặt trước bụng nhìn bà trong gương ngươi nhìn cái gì chưa từng thấy phụ nữ sao vừa trải đầu quản phương nhi vừa châm chọc nghiêu hữu đạo trong gương một câu nghiêu hữu đạo cúi người hít hà bờ vai của bà ta dỉ vào tai là chưa nhìn thấy phụ nữ nào xinh đẹp như vậy hắn đồng ý chủ động rút ngắn khoảng cách với bà ta có nhiều thứ tính ra cũng rất thực tế bây giờ hắn cần sự trợ giúp của bà ta không tránh khỏi phải lấy lòng phụ nữ mà, ai mà chẳng thích mấy lời lọt lỗ tai. Quản phương nghi bật cười, miệng bôi mật chắc chắn là không có ý tốt. Người mau khai đi, tối hôm qua ngươi đã từng có ý xấu với ta đúng không? Tối hôm qua, bà ta thật sự không thể yên tâm mà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn như hữu đạo. Đàn ông ở chung phòng với bà ta rất nhiều, nhiều đến mức bà ta đếm không hết. Ở chung nhiều như vậy, cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện an tâm hay không, đã sớm biến thành thói quen nhưng tình huống tối hôm qua là lần đầu tiên bà gặp phải. Như hiểu đạo không đụng đến cọng lông của bà ta, thậm chí ngay cả ý định cưỡng bức bà ta cũng không có, ngược lại khiến bà ta không được quen, nên bà ta mới hỏi câu này. Như hiểu đạo nói, không có, người hoàn toàn có thể yên tâm. Quản phương nghi quay đầu lại, nhìn phản ứng của hắn. Như Hữu đạo nhún vai, biểu hiện hắn không có nói dối. Quản phương nghi quay đầu lại, nhìn mình trong gương, khẽ thở dài ngay cả một tên nhóc huyết khí phương cương mà cũng nhìn ta chán mắt ta không chịu nhận mình già cũng không được nghiêu hữu đạo sửng sốt sau đó cười khổ phụ nữ các người đúng là phụ nữ như thế nào ý của ta là vừa rồi ngươi còn mắng đàn ông chẳng ai tốt nhưng khi đàn ông không có tâm tư với ngươi ngươi lại không vui ngươi nói xem rốt cuộc là đàn ông không tốt hay là phụ nữ không tốt đương nhiên là đàn ông không tốt rồi ta đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ chuyện cũ gì người nói nghe thử xem vào một đêm mưa một cặp cô nam quả nữ cùng tránh mưa trong một căn phòng căn phòng đó chỉ có một chiếc giường để nghỉ ngơi những chỗ còn lại đều rất ẩm ướt bất đắc dĩ hai người phải nằm chung một giường người nữ rất cẩn thận đề phòng răng một sợi dây chính giữa giường nói ai phạm qua người đó chính là cầm thú sáng hôm sau tỉnh lại người nữ phát hiện người nam hoàn toàn không phạm qua sợi dây nàng ta liền cho người nam một bạt tai Quản Phương Nhi kinh ngạc, không phải nàng ta không bị xâm phạm sao? Vì sao lại đánh người nam? Nghiêu Hữu Đạo nói, người nữ nói, không bằng cầm thú. Quản Phương Nhi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, cười đến run rẩy, người đúng là nói hưu nói vượt. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, cầm kỳ thư họa, thượng trung hạ ba bậc, không biết bức họa mà ta vẽ cho người tối hôm qua nằm ở bậc nào? Quản Phương Nhi ngừng cười, nhìn Nghiêu Hữu Đạo một cách đầy thâm ý, thế ngươi có lòng háo thắng không? Điều này có liên quan gì đến háo thắng? chẳng lẽ ngươi không biết đã từng có biết bao nhiêu người đàn ông thuộc loại thượng đẳng triền miên với ta ta có thể nói cho ngươi biết nhưng cụ thể thì ta không nhớ rõ có một số người có tài hoa và phong độ muốn chinh phục ta và ta cũng đồng ý lấy thân báo đáp có một số người là ta yêu đơn phương muốn thay đổi hiện trạng của mình mà ủy thân còn có một số khác thân phận và bối cảnh của họ quá mạnh ta muốn từ chối cũng không được có thể xem là bị ép buộc ta không quá bẩn thỉu nhưng cũng không quá sạch sẽ như ngươi đã nghĩ Nghiêu hiểu đạo im lặng, nhìn người phụ nữ trong gương.